cái đèn đi cho chị, mà chỉnh thế này chị bảo được rồi là được. Mình cái phần chân áo nó tối lắm, lúc mình quay lên đi chỉnh cái đèn. Ma bảo cứ thay cái thằng ngáo, tao bảo nó mấy hôm này. Ngáo ơi, ngáo ngáo ơi, mai mày đi mua đèn thay ngay cái đèn này ở trong đây đi nhá. Thay hết một đài đèn ở trên trần bên này tối om ấy, tháo ra được mà, vặn cái này ra là được. Đây này, đèn trên trần bên này tối om ấy, tao quay toàn tối thôi. Đây này, tức là một đài đèn này mày tháo này ra là được này. Đèn này ra việc đầu tiên là mai mày xử lý ngay cái đèn đống đèn này đi cho tao để tao quay. Tối om ấy, nhìn chẳng nhìn đến lúc quay. Mai lấy đi mua được, mua luôn cái đèn như này lắp vào chân này. Ơ, cho nó sáng luôn. Được rồi đấy, mà làm sao chưa thấy vẻ đâu. Rồi các chị yêu ơi, chị nào thấy tín hiệu livestream này phát cho MC một dấu chấm nha. Cho MC một dấu chấm tương tác để em chào hỏi các chị yêu trước khi xả hàng 70% này. Trước khi xả hàng giảm giá 70% duy nhất trong livestream này em đang phát nha. Chị yêu nào thấy tín hiệu livestream này phát cho MC một dấu chấm để em chào hỏi các chị yêu trước khi em xả hàng này. Rồi ok, chào chị Hiếu Vũ là người đầu tiên nha. Rồi ok, mình chào chị Xuân Tóc Đỏ này, chào chị Trâm Huỳnh này, chào tất cả những chị đầu tiên đang xem livestream trực tiếp của Thời Trang Công Sở. Rồi chào chị Huyền Mi Si, chào chị Ngọc Hà, chào chị Minh Châu Nguyễn, chào chị Bé Thái, chào chị Long Nương Hoàng Em, chào tất cả những chị đang xem livestream trực tiếp của bên em trong những phút livestream đầu tiên nha. Trong những phút livestream đầu tiên của em, xả áo phao giảm giá 70% áp dụng cho 10 phút livestream đầu tiên. Rồi ok, chào chị Nương Nương Hoàng, chào chị Kiều Anh, chào chị Lai Triệu, quá đẹp, quá sang và quá xinh cho mẫu áo phao Hàn Quốc này đúng ạ. Và hôm nay có đến 6 tông màu cho các tình yêu lựa chọn nha. Chào chị Mai Bùi, chào chị Lưu Thị Khánh, chào chị Thu Thủy, chào chị Thu Huyền, chào chị Đỗ Hoài. Em chào những chị yêu đầu tiên đang xem livestream trực tiếp của em. Chị yêu nào muốn săn siêu phẩm áo phao dáng dài này của bên em với một mức giá cực kỳ ưu đãi nha. Giảm 70% trong 10 phút livestream đầu tiên của em, áp dụng cho những chị yêu nào chia sẻ livestream này cho em đủ 5 lần ở chế độ công khai này. Mình không cần phải chia sẻ nhiều, mình chỉ cần chia sẻ cho em đủ 5 lần thôi là mình đã được mua hàng giảm giá đến 70% rồi. Đây là áo phao Hàn Quốc cao cấp. Ok, em chào chị Vũ Tuyết này, chào chị Ninh Nguyễn này, chào 378 chị yêu đang xem livestream trực tiếp của em nha. Cho MC một dấu chấm tương tác để em chào hỏi các chị yêu trước khi em xả áo phao này 70% nha. Rồi ok, chào chị Tuyết Vũ, chào chị Thu Thủy, chào chị Hội Bảo này, chào chị Vũ Hòa, chào chị Vinh Nguyễn, chào chị Bùi Thúy. Em chào tất cả những chị yêu đang xem livestream trực tiếp của em. Chị yêu nào muốn săn siêu phẩm áo phao của em trong những phút livestream đầu tiên giảm 70% cho em xin chia sẻ đủ 5 lần nha. Mình chỉ cần chia sẻ đủ cho em 5 lần ở chế độ công khai, bao gồm 2 lần lên trang cá nhân và 3 lần lên các hội nhóm được chưa ạ? Mình có cơ hội mua sản phẩm này của em trong những giây phút đầu tiên của livestream. Hàng giảm giá 70% sang cái đấy chị cái máy iPhone iPhone của chị đi để chị xem nào. Rồi, đang cái chỗ chị đang chảy. Rồi các chị yêu ơi, các chị yêu ơi, ok, quá nhiều chị yêu hỏi mẫu áo phao này giá bao nhiêu ạ? Rồi có quá nhiều chị yêu mình hỏi mẫu áo phao này có giá bao nhiêu nhỉ? Chia sẻ với các chị yêu là mẫu áo phao này có mức giá là đang bán tại cửa hàng là bao nhiêu? Đang bán tại cửa hàng em với mức giá là 699.000. Siêu phẩm áo phao này nha, phao Hàn Quốc dáng dài đang có mức giá bán tại cửa hàng là 699.000 cho siêu phẩm này. Rồi trong những phút đầu của livestream của em, rồi ok chị Nguyễn Phan Anh Thư ơi, em có nhìn thấy chị nha. Trong những phút livestream đầu của em này, 10 phút livestream đầu của em sẽ giảm giá 70% cho những chị yêu nào chia sẻ đủ cho em 5 lần nha. Chỉ cần chia sẻ đủ livestream của em 5 lần ở chế độ công khai, các chị yêu sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 70% của Thời Trang Công Sở nha. Chị em các chị trong những phút livestream đầu tiên. Ôi quá nhiều màu đẹp, hôm nay về quá nhiều tông màu đẹp cho các tình yêu lựa chọn này. Mẫu em đang mặc là màu cam nha. Mẫu đang mặc là màu cam, em giới thiệu màu trước cho các chị yêu này. Rồi em cầm trên tay đây là màu đỏ đô nha. Mình cầm trên tay là màu đỏ đô. Tiếp đến có những chị màu xanh rêu thì quá đẹp, quá sang rồi đúng không ạ? Rồi hôm nay về thêm một tông màu xanh than. Một tông màu xanh than mà ngày nào các chị cũng hỏi là hôm nay có màu xanh than không em. Thì hôm nay về cho các chị màu xanh than này, quá đẹp luôn nha. Có thêm màu xanh than này, có thêm màu xám nha. Màu xám là cái màu mà hot hit nhất
của năm nay rồi. Và ok các chị yêu ơi, có thêm màu Hàn Quốc, màu hồng Hàn Quốc cho các chị yêu này. Rồi giá của sản phẩm là bao nhiêu? Giá của sản phẩm là bao nhiêu em sẽ công bố ngay sau đây thôi. Các chị yêu nhà mình đã chia sẻ cho ạ. Chia sẻ và sẵn sàng comment cho em nha. Bởi vì làm sao? Giá ưu đãi giảm 70% em chỉ áp dụng trong những giây phút đầu của livestream. Cho những chị yêu nào mình chia sẻ đủ cho em 5 lần và số lượng cực kỳ có hạn thôi nha. 699.000 em xả cho các chị chỉ còn 299.000 một chiếc nha. 299.000 một chiếc cho một mẫu áo vào Hàn Quốc dáng dài. Đó, 299.000 kèm màu, kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng cho mẫu phao dài Hàn Quốc này của em, được chưa ạ? Từ 699.000 em xả cho các chị yêu trong những giây phút livestream đầu tiên với mức giá chỉ còn 299.000. Đặt hàng comment đúng cú pháp cho em này, 299 kèm màu kèm số điện thoại, 699 xả còn 299 trong 10 phút livestream đầu tiên nha. 299.000 mẫu đang mặc là màu cam này, 299.000 em cầm trên tay đây là màu xanh đen nha, quá đẹp luôn, thực sự là nó quá là đẹp luôn này. 299.000 màu đỏ đô này, 299.000 màu xanh rêu, 299.000 màu hồng Hàn Quốc và 299.000 màu xám. 299 kèm màu kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng cho siêu phẩm bao Hàn Quốc này của em. Áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào mình chia sẻ livestream này nhiều nhất cho em nha. Rồi ok, bắt đầu bây giờ em chốt đơn này, các chị yêu nhà mình sẵn sàng chia sẻ chưa nào? Chia sẻ chưa để em chốt đơn nha, bởi vì chỉ áp dụng trong những phút đầu của livestream cho những chị nào mình chia sẻ nhiều nhất thôi. Rồi ok, chị bé Thái lên đơn cho chị một chiếc màu xám 299.000 này. Rồi lên đơn cho chị Hiếu Vũ một chiếc màu xanh rêu 299.000. Rồi cảm ơn chị Niu Thị Khánh đã chia sẻ nha. Rồi em lên đơn cho chị bé Thái rồi nha. 699.000 nhà mình hôm nay xả cho các chị yêu chỉ còn 299.000. Mình áp dụng trong những phút đầu tiên của livestream thôi nha. Rồi ok chị Thu Hương ơi, một chiếc màu cam 299.000 cho chị nha. Rồi ok chị Nguyễn Thảo một chiếc màu cam, mình gọi là màu cam nha các chị ơi, đừng gọi vàng đất nha. Gọi đúng theo màu em, tránh trường hợp nhầm màu của các chị nha. Ok lên đơn chị Nguyễn Thảo, lên đơn cho chị Ngọc Hà, lên đơn cho chị Bảy Bùi Bảy này, nên đơn cho chị Lưu Thị Khánh, nên đơn cho chị Nguyễn Hảo, nên đơn cho chị Tuyết Trinh Đặng này, nên đơn chị Thu Hương, nên đơn cho chị Tim Anh ơi, bổ sung ngay số điện thoại cho em nha. Mình có thể thiếu size được, mình có thể thiếu màu được, nhưng đừng thiếu số điện thoại, bởi vì số điện thoại là bên em liên lạc với các chị để chốt đơn đúng không ạ? Nên đơn cho chị Kim Dung Nguyễn nha các chị yêu ơi, lưu ý này, em nhắc rõ lại nha. Rồi ok, có quá nhiều comment đặt hàng cho mẫu này đúng không ạ? Quá đẹp và quá rẻ này, các chị lưu ý cho em này. 699.000 em xả xuống chỉ còn 299.000. Và em áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào chia sẻ đủ 5 lần cho em nha. Mẫu áo phao Hàn Quốc mặc nên quá đẹp, quá sang, quá xinh, độ dài vừa phải nha. Từ 40 đến 67 cân các chị yêu của em có size mặc vừa đúng không ạ? Rồi các chị yêu ơi, có quá nhiều comment nhà mình đặt hàng nha. Có thể em không thể đọc hết tên các chị ở đây được, nhưng vì sao nào? Các chị chỉ cần comment đúng cú pháp cho em này, 299 kèm màu kèm số điện thoại là nhà mình lên đơn với mức giá 299.000 cho các chị này. 299.000 màu xám này, 299.000 màu xanh rêu này, 299.000 màu hồng này, 299.000 màu xanh đen này, 299.000 màu đỏ đô và 299.000 màu vàng bò nha. Từ 699.000 em thả xuống cho các chị chỉ còn 299.000 một chiếc. Áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào nhà mình chia sẻ livestream này cho em đủ nha. Chia sẻ đủ cho em 5 lần ở chế độ công khai. Rồi ok, chị Nguyễn Thảo lên đơn cho chị một chiếc màu cam 299.000. Đó, các chị yêu nhà mình ngắm hộ em nha, chất liệu phao nỉ quá là đẹp luôn. Năm nay thì cái chất liệu phao nỉ này là lên ngôi này, bởi vì mặc lên với cái chất liệu phao nỉ này nó quá đẹp, quá sang đúng không ạ? Với cái chất liệu phao bóng thì mình nhìn nó quá bình thường, nhưng với cái chất liệu phao nỉ này thì mặc lên quá đẹp và quá sang rồi. Rồi chị Nguyễn Anh Thư chốt đơn cho chị nha, chị Thanh Võ chốt đơn cho chị nha, chị Loan Anh Phạm em chốt đơn cho chị Hiền Phạm em chốt đơn cho chị nha. 299.000 nhà mình áp dụng cho các chị trong những phút livestream đầu tiên của em nha. Rồi chị Phạm Thị Hạnh lên đơn cho chị Huyền Nguyễn lên đơn cho chị Nhơn Thắm lên đơn cho chị này. 299.000 kèm màu kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng cho siêu phẩm này của nhà mình nha. Rồi các chị ơi, 699 em xả thì các chị yêu chỉ còn 299.000 một chiếc. Áp dụng trong những phút đầu của livestream nha. Áp dụng trong những giây phút đầu của livestream cho những chị yêu nào mình chia sẻ nào. Rồi mình đừng băn khoăn là 40 cân hay 50 cân hay 60 cân mình có mặc vừa hay không, mà các chị lưu ý rõ cho em này.
Những chị yêu nào mình ở khoảng cân nặng từ 40 đến 65 cân đều có size tương ứng phù hợp cho mình. Để được đặt hàng thành công thì mình phải comment nhanh. Bởi vì sao? Giá 299.000 em chỉ áp dụng trong những phút đầu của livestream. Và số lượng bán với mức giá 299.000 không nhiều nên mình phải comment nhanh nha. Và đặc biệt là sao? Phải có số điện thoại em mới chốt đơn nha. Không có số điện thoại nó không nên đơn được cho nhà mình rồi. Rồi ok, chị Phương Quyên ơi, phải bổ sung ngay số điện thoại cho em này. Chị Huy Đỗ phải bổ sung ngay số điện thoại cho em. Chị Thúy Ngọc Phạm, ok chị này, 299.000 kèm màu, kèm số điện thoại màu xanh rêu thì quá đẹp và quá sang rồi đúng không ạ? Riêng với cái mẫu áo khoác nó thường riêng với những cái mẫu mà áo khoác thì chia sẻ với các chị là màu xanh rêu này, em thấy mẫu nào nên với cái màu xanh rêu nó cũng quá là đẹp đúng không ạ? Màu xanh rêu thì mặc không kén dáng và không kén da, và cái màu này thì năm nào cũng hot hết. Rồi ok, nên đơn cho chị Phương Quyên này một cái màu xám, nên đơn cho chị Nương Thị Quyên một cái màu xám. Ok chị Huy Đỗ ơi, phải có số điện thoại nhá. Mình có thể thiếu bất kể cái gì nhưng nhớ là không được thiếu số điện thoại được chưa? Rồi ok chị Nho Tên Dung, ok chị nhá. 299.000 kèm màu, kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng cho mẫu này. Em áp dụng trong những giây phút đầu tiên của livestream cho những chị yêu nào mình chia sẻ nhá. Rồi ok chị Huyền Phạm ơi, 48 cân mình mặc size M cho em này. Các chị yêu lưu ý này, giá 699.000 em xả giảm giá 70%, chỉ còn 299.000. Mình áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào chia sẻ đủ cho em 5 lần nhá. Rồi ok chị ơi, đồng giá 299.000 nhá. Chị Chuột Mập ơi, mình phải bổ sung màu cho em nhá. Màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, bởi vì có quá nhiều comment đặt hàng mà các chị comment rời rạc thì chắc chắn là không thể nên đơn được rồi. Rồi chị Huy Đỗ này, màu xanh rêu ok chị này. Tôm tép này, tôm tép ơi, ngày mai vẫn 5.000 đơn nhá. Ngày mai vẫn 5.000 đơn nha, mã này gần giống mã hôm qua nha. Rồi ok, Phương Quyên ơi, có size không? Có size nha chị ơi, từ 40 đến 67 cân có size cho mình mặc vừa. Rồi ok, em lên đơn chị Hoa Nguyễn màu xanh rêu nha. Rồi ok, bây giờ mặc màu gì cho các chị xem nha, mặc cái màu xanh đen. Đây, cái màu xanh đen là chia sẻ với các chị ngày nào các chị cũng hỏi là em ơi có mẫu màu xanh đen không? Thì rất ít khi những mẫu nào có màu xanh đen nữa. Cái vải màu xanh đen nên nó rất là hiếm, bởi vì nó rất là đẹp và rất là nhiều người đặt nên rất là hiếm. Nhưng hôm nay về được cái màu xanh đen, lát sẽ mặc lên màu cam xinh quá. Rồi ok chị Chuồn Mập, ok chị nha. Rồi chị Phạm Thắm, ok chị này. Chị Nguyễn Hà, ok chị này. 299.000 cho một siêu phẩm em vào Hàn Quốc như này, quá đẹp, quá xinh và quá rẻ rồi đúng không ạ? Tình yêu nào muốn mua thì nhanh tay chia sẻ đủ cho em 5 lần nhá. Thiết kế có mũ và các chị ơi, đó, mũ này mình có thể tháo rời được nha. Mũ này mình tháo rời ok cho em được chưa ạ? Rồi ok, nên đơn chị Nguyên Hòa, nên đơn cho chị Oanh Nguyễn Việt nha. Rồi một năm nữa mẫu sẽ quay đằng sau đây chị ơi, đằng sau này quá đẹp quá sang này. Đó, quá đẹp quá sang các chị yêu của em lựa chọn này. Rồi ok, nên đơn cho chị Giang Nga nha. Các tình yêu lưu ý này, cho em xin đủ 5 lần chia sẻ nha. Cho em xin đủ 5 lần chia sẻ để em mới đảm bảo được là đơn hàng của mình lên đơn thành công nha. Rồi chị Nhỏ Tên Dung ơi, phải có màu nha. Màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment là cú pháp đặt hàng cho mẫu này của bên em này. 299.000 299.000 em chỉ áp dụng trong những phút giây phút đầu của livestream thôi. Rồi chị Nguyễn Thảo ơi, ok chị 50 cân mặc size M cho em lấy màu vàng đất em chốt rồi nhá. Màu này mình gọi cho em là màu cam, gọi chuẩn màu em đọc nhá. Em có thêm màu xám nữa các chị lựa chọn nha, có thêm màu hồng, có thêm màu đỏ đô, màu xanh đen và cuối cùng là màu gì? Quá đẹp luôn này. Đó, đây các chị nhìn kỹ hộ em này, phao này là nhà mình là phao lì nhá. Năm nay là phao lì là hot này, bởi vì phao lì này mặc nên mình nhìn rất là sang. Đó, với cái chất liệu phao nì này mình mặc nên rất là sang luôn. 299.000 chỉ áp dụng trong những giây phút livestream đầu tiên nên những chị yêu làm mình chia sẻ nhiều cho em thôi nha. Hai trăm chín mươi chín k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Hàng này hàng xả nên là các chị chốt nhanh, chốt lẹ cho em này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại. Mẫu em mặc lên màu xanh đen quá là đẹp cho các chị luôn nha. Màu xanh đen này thì màu đang rất là hot cho các chị luôn này. Rất là khó kiếm vải của cái màu xanh đen này nha các chị em. Quá là đẹp, quá là sang cho các chị luôn này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Quá là đẹp cho một cái màu xanh đen này. Có thêm màu này là màu cam như các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu này là tông màu xám cực kỳ đẹp cho các chị luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô nha, cực kỳ sang và trẻ trung luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng Hàn Quốc và cuối cùng đây là tông màu rêu cho các chị này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em, đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị
Thanh Hiền 299.000 một cái màu xanh đen cho chị luôn này. Rồi ok, Quế Hoàng 299.000 một cái màu xám, ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em này. Mỗi mặc lên đấy cái màu xanh đen cho các chị ngắm nha. Quá là sang và trẻ trung, tặng kèm cho các chị một cục bông ở bên túi luôn này. Rồi ok cho chị Quế, cho chị Quế Nguyễn 299.000 một cái màu hồng, ok này. Rồi ok Thanh Đàm 299.000 một cái màu xanh đen, ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ, ok. Hoa Nguyễn 299.000 một cái màu xanh đen này. Lưu ý là phải chia ra chia sẻ cho em đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Nguyệt Quế 299.000 một cái màu rêu, ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Luận Nguyễn 299.000 một cái màu xanh rêu, ok chị này. Bây giờ mỗi em sẽ thử sang cái màu hồng Hàn Quốc cho các chị xem nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Phố Vắng này 299.000 một cái màu xanh rêu, ok chị nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Có rất là nhiều tông màu cho các chị lựa chọn này. Rồi ok Bích Hoàng 299.000 một cái màu xanh rêu, ok nha. Rồi ok chị nhỏ tên Dung này, ok chị đồ nha. Một cái màu xanh đen và một cái màu đỏ đô, ok này. Rồi ok chị Bích Nguyễn 299.000 một cái màu sáng của chị nha. 299.000 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công. Rồi ok Nguyệt Nguyễn 299.000 một cái màu cam của chị này, màu cam quá là đẹp luôn nha. Màu cam này rất là ít khi xuất hiện luôn này. Rồi ok Thanh Trần 299.000 một cái màu rêu, ok này. Rồi ok Nguyệt Nguyễn 299.000 một cái màu xanh rêu nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Hàng đủ size đủ số cho chị em nào từ 40 cân nha. Từ 40 cân đến 75 cân thì đều có size số mặc vừa cho em ạ. 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Mẫu em mặc lên đây là cái màu hồng Hàn Quốc cho các chị nha. Mặc lên cực kỳ trẻ trung cho các chị luôn này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Có màu này là màu cam cho các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung này. Có thêm màu này là màu xám cho các chị mặc lên cực kỳ đẹp nha. Có thêm màu đỏ đô và cuối cùng là màu này là màu xanh rêu này. Rồi ok cho chị Phạm Phượng một cái màu hồng, ok chị lên đơn hàng thành công của chị 299.000 nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Rồi cảm ơn chị Thanh Võ này. Rồi ok chị Nguyệt Moon nha, 299.000 một cái màu xám của chị này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ, kèm chia sẻ giúp em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Rồi ok chị Ngân Nguyễn này, một cái màu xanh than, ok chị luôn nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em ha. Rồi ok Hoàng Đông 299.000 một cái màu đỏ đô này. Rồi ok nhỏ tên Dung có đơn hàng rồi không comment lại nữa giùm em nha. Mỗi mặc lên đây là tông màu hồng cho các chị mặc lên cực kỳ đẹp này, màu hồng Hàn Quốc này mặc lên quá là sang nha. Có thêm màu vàng bò cho các chị, có thêm màu cam cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này là tông màu xám nha, rất là trẻ trung cho các chị này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô này. Có thêm tông màu rêu và cuối cùng là tông màu xanh đen nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok cho chị Quế, cho chị Quế Hoàng 299.000 một cái màu hồng, ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok cho chị gái họ Phạm 299.000 một cái màu xanh rêu, ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Rồi ok chị Phố Vắng 299.000 một cái màu cam, ok luôn nha. Luật Nguyễn 299.000 một cái màu hồng, ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ giúp em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Chị Vũ Thị Hải Yến nhắn tin về shop cho em này, quá là đẹp và trẻ trung luôn. Rồi ok nghe Ngô Thị Hồng Vũ nha, một cái màu hồng, ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok Liệu Đạt 299.000 một cái màu xám của chị luôn nha. Đông Nhi 299.000 một cái màu cam, ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Đủ 5 lần trở lên đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Mẫu áo vào Hàn Quốc này các chị mặc lên cực kỳ sang này. Dáng này là dáng dài nha, dấu khuyết điểm tuyệt đối cho các chị luôn. 699k giảm xuống còn 299k cho các chị luôn nha. Rồi ok chị Thế Hoàng 299.000 một cái màu cam luôn này. Rồi ok chị Nhân Hoàng 299.000 một cái màu xám, ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ giúp em. Chỉ trong những giây phút đầu tiên bên em bán hàng với mức giá ưu đãi là 299.000 nha. Sau livestream này là trở về với mức giá là 699.000 ở bên em. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái tông màu xám cho các chị xem này.
399k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá 299.000 nha. Rồi ok Hiệp Nguyễn, 299.000 một cái màu xanh rêu của chị quá là đẹp luôn này. 57 cân mặc xanh nào. Ok bảo Lâm Vũ lên đơn hàng cho chị một cái màu xanh đen 52 cân mặc vừa size M nha. Ok Tố Uyên này, 299.000 một cái màu đỏ ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Khởi Nguyễn này, 299.000 một cái màu xanh rêu của chị này. Chị Nguyễn Đỗ lấy màu mẫu đang mặc là màu hồng để lại số điện thoại cho em nha. Hàng này là bên em bán xả hàng mức giá ưu đãi cho các chị vào đầu live stream này, đầu live stream nha. Những giây phút đầu tiên em chốt hàng với giá 299.000 thôi, sau cái live stream này lại trở về mức giá 699.000 ở bên em. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích phải chốt nhanh chốt lẹ tại live stream này cho em này. Rồi ok Bạch Quế Trần, 299.000 một cái màu cam của chị nha. Màu cam thì quá là đẹp, quá là nổi luôn này. Rồi ok chị Nguyệt Thần nha, 299.000 một cái màu xanh đen của chị quá là xinh. Đây mẫu em mặc lên đây là tông màu xám cho các chị này. Màu xám thì mặc lên không bao giờ kén da này. Một chút nữa mẫu thử ngay sang màu đỏ cho các chị xem nha, sẽ thử full màu cho các chị xem luôn. Rồi ok chị Lê Vân một cái màu hồng lên đơn hàng thành công của chị này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em mới có mức giá ưu đãi như vậy nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em ha. Mẫu em mặc lên là tông màu xám này, có thêm tông màu hồng Hàn Quốc cho các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Rồi chị Thủy Nguyễn Thị này lấy màu xanh rêu để lại số điện thoại cho em này. Có thêm màu xanh rêu thì không bao giờ hết hot cho các chị luôn nha. Có thêm tông màu này là tông màu cam cho các chị lựa chọn cực kỳ trẻ trung luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu xanh đen nha. Và cuối cùng đây là tông màu đỏ đô này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai mẫu em đang mặc lên là tông màu xám nha. Rồi ok chị Nguyệt, cho chị Nguyệt Trần 299.000 một cái màu cam của chị luôn này. Rồi ok Thế Hoàng 299.000 một cái màu xám nha. Rồi ok chị Thủy Trần một cái màu đỏ ok này. Vũ Hoa 299.000 một cái màu rêu ok 60 cân mặc size XL nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại trong những giây phút đầu tiên này em bán xả với mức giá ưu đãi cho các chị nha. Chị Sáng Nguyễn lấy màu cam để lại số điện thoại cho em này. Rồi ok chị Nguyên Đỗ một cái màu đỏ 52 cân mặc vừa size L cho em lên đơn hàng cho chị nha. Rồi ok Thu Hương lên đơn hàng cho chị một cái màu hồng ok 55 cân mặc vừa size L cho em này. Rồi ok có size nha chị ơi, đủ size từ 40 cân đến 75 cân quay đầu đều có size số mặc vừa này. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok Thủy Nguyễn Thủy đổi sang màu xám ok chị này. Vũ Tố Duyên lên đơn hàng cho chị 299.000 một cái màu cam ok luôn nha. Mũ này là không có lông nha chị ơi, mũ này là mũ trơn nha, mà chúng ta có thể tháo rời ra mặc theo hai kiểu cho em này. Quá rẻ, quá trẻ, quá đẹp luôn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại, hàng này là bên em xả bán với mức giá ưu đãi cho các chị này, tri ân khách hàng này có mức giá ưu đãi như vậy. Trong những giây phút đầu tiên nên là các chị phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này nha. Có đủ size đủ số này và bên em sẽ có nhân viên này gọi điện tư vấn size, tư vấn màu cho các chị, nên là các chị không cần phải để ý xem là size số của mình mặc cái gì nha, và chỉ cần để ý xem số điện thoại mình cho đã đúng cho em chưa này. Rồi ok chị Hà Oanh Nguyễn này, một cái màu xanh than ok 299.000 nha. Màu xám ơi em mặc lên quá trẻ quá xinh này, không kén dáng kén da của chị em nào luôn nha. 6 tông màu đủ size đủ số này. Rồi ok chị Thanh Luyến nha, 299.000 một cái màu đỏ đô cho chị này. Rồi ok chị Sáng Nguyễn lên đơn hàng thành công cho chị nha. 45 cân mặc vừa size S cho em này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Rồi ok chị Thế Trần Hoàng này, 299.000 một cái màu hồng Hàn Quốc của chị quá đẹp luôn nha. Hàng đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. Chị Thảo Nguyên lấy màu gì để lại màu cho em ok. Chị Nga Nga một cái màu xám. Chốt nhanh chốt lẹ tại những giây phút đầu tiên cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Ok chị Tố Uyên này, 299.000 một cái màu xanh rêu của chị quá đẹp quá sang luôn nha. Thiết kế túi như thế này các chị mặc lên này cực kỳ sang luôn này. Rồi ok chị Ngô Thị Hồng Vũ một cái hồng đất ok lên đơn hàng cho chị này. Nga Lê cho chị một cái màu hồng size L 55 cân ok chị luôn nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream và những giây phút đầu tiên mới có đơn hàng là 299.000 nha. Rồi ok chị Ngư xong nha. Khi có nhân viên bên em gọi điện thì các chị báo với nhân viên cho em này. Rồi ok cho chị Bạch Trần 299.000 một cái màu xanh đen của chị ok này. Chị Thảo Nguyên lấy màu gì để lại màu cho em nha chị ơi. Comment đúng cú pháp cho em là 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nhá. Rồi ok Tú Bà 299.000 một cái màu đỏ đô ok luôn này. Rồi ok cho chị Phan Thanh Hiền
Phan Thanh Hiền 299.000 một cái màu rêu của chị nha. Rồi Tuyết Mai Đặng lấy màu rêu 299.000 để lại số điện thoại cho em đi ạ. Quá là sang và trẻ trung cho các chị luôn. Màu nào mặc lên cũng nổi, màu nào mặc lên cũng sang nha. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đỏ đô cho các chị này. Mặc lên vừa nổi vừa sang vừa xinh luôn nha. Rồi ok cho chị Chế Hoàng 299.000 một cái màu sáng của chị nha. Đây chị em nào yêu cầu mẫu mặc đỏ đô vào luôn ngắm cho em cái màu đỏ đô này. Cái màu mặc lên quá là xinh luôn nha. Có thêm đây là màu xám cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu xám cực kỳ trẻ trung này, có thêm tông màu rêu nha, không bao giờ lỗi mốt luôn cho các chị này. Có thêm tông màu cam cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng này, cực kỳ trẻ trung. Và cuối cùng là tông màu xanh đen này, cực kỳ hiếm nha, cực kỳ hiếm khi có ở trong phao. Nên là chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. Rồi ok, bóng bang 299.000 một cái màu đỏ đô luôn nha. Rồi ok, chị Phúc Huệ Nguyễn 299.000 một cái màu đỏ đô ok này. Đặng Luyến 299.000 một cái màu ghi ok này. Rồi ok, chị Lê Hồng một cái màu xanh đen ok nha, 65 cân mặc size 2XL cho em. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Rồi ok, Tuyết Mai Đặng một cái màu rêu 65 cân mặc size 2XL 299.000 ok chị luôn nha. Rồi ok, chị Phiêu Bạt 299.000 một cái màu xanh rêu của chị ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nhá. Rồi ok cho chị Diệu Phụng Phiểu này 299.000 một cái màu xanh đen ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 ở bên em và chỉ trong đầu livestream này nha. Rồi ok, chị Hà Nguyễn này, Nguyễn Hà này một cái màu xanh đen ok, 54 cân mặc vừa size L, lên đơn hàng của chị với mức giá là 299.000 nha. Bao giá bao rẻ bao đẹp, áo phao Hàn Quốc ở bên em nha. Mức giá 699.000 đang bán tại shop này, giảm tại livestream này cho các chị chỉ còn 299.000 nha. Rồi ok, Hạnh Lê 299.000 màu đỏ đô ok chị này. Rồi ok, Quỳnh Như 299.000 một cái màu xanh đen ok chị nha. Hàng có đủ size đủ số nên là các chị yên tâm này. Mai sẽ có nhân viên bên em gọi điện tư vấn size, tư vấn màu cho các chị nha. Dáng này mặc lên vừa nhẹ này, vừa sang cho các chị nha. Rất là chuẩn form, chuẩn dáng như các chị luôn này. Rồi ok chị Tấn Tấn này 299.000 một cái màu xanh đen của chị luôn nha. Huệ Hoàng 299.000 một cái màu xám ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Bây giờ mẫu em sẽ thử sang cái tông lại cái tông màu rêu cho các chị xem nha. Rồi ok, Nga Hoàng 299.000 một cái màu xám ok, lên đơn hàng thành công cho chị này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 nha. Rồi ok, Đặng Hồng 299.000 một cái màu hồng của chị ok luôn này. Rồi ok, Luật Nguyễn 299.000 một cái màu xanh đen. Màu nào mặc lên cũng sang, màu nào mặc lên cũng rất là nổi cho các chị luôn nha. Thiết kế túi như thế này thì các chị để tiền, để điện thoại đều rất là tiện này. Tặng thêm cho các chị một cái cục bông nha. Rồi chị DK này 70 cân mặc size 3XL cho em nha chị ơi. Rồi ok, chị Thanh Vũ cho chị một cái màu hồng Hàn Quốc ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ này. Rồi ok, Lực Nguyễn 299.000 một cái màu hồng Hàn Quốc cho chị ok luôn nha. Thanh Tịnh 299.000 một cái màu xanh đen của chị đây, quá sang, quá xinh, quá nổi này. Mũ này các chị có thể tháo rời luôn cho em nha, mặc theo hai kiểu cho em này. Chị em nào mặc nên cũng nổi, chị em nào mặc nên cũng sang cho em luôn ạ. Rồi ok cho chị Tống Thế Tử 299.000 một cái màu xám của chị luôn nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em này. Thu Thủy lên đơn hàng cho chị một cái 299.000 một cái màu xám ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ, mặc vào cái mùa này thì rất là hợp lý luôn nha các chị em, vừa nhẹ này vừa sang này, mặc lên thì các chị mặc lên rất là nhẹ nhàng cho các chị nha, rất là thoải mái này. Rồi một chút mẫu sẽ mặc thử lại cái màu rêu cho các chị. Trong tất cả các tông màu thì cái màu rêu là cái màu được chuộng nhất này, không bao giờ lỗi mốt luôn nha. Có cái màu rêu này không bao giờ lỗi mốt này. Màu xanh rêu như mẫu em mặc lên vừa sang vừa trẻ trung cho các chị này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Rồi chị Mai Lê 1m55 51 cân mặc vừa size M cho em nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng này, hồng Hàn Quốc cho các chị mặc lên vừa sang vừa trẻ trung này. Có thêm tông màu xanh đen nha, rất là lạ mắt cho các chị lựa chọn luôn nha. Có thêm tông màu xám cho các chị lựa chọn này, không kén dáng kén da nha. Và cuối cùng đây là tông màu này, là tông màu cam cho các chị này. Rồi trà sữa dâu tây này, chị lấy màu gì thì để màu cho em. Mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho các chị nha. Comment cho em này 299k kèm màu, kèm số điện thoại. Và lưu ý là đừng quên chia sẻ cho em đủ 5 lần trở lên cho em nha. Và các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Bao giá bao đẹp cho các chị luôn, 699k giảm còn 299k này. Rồi ok, Huế Hoàng 299.000 một cái màu xanh rêu ok nha. Thỏ Ngọc 299.000 một cái màu xanh đen ok luôn này. Rồi ok cho chị Liễu Thanh này 299.000 một cái màu cam ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em 2-3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 nha.
Rồi ok cho chị Mai Lê một cái màu xanh rêu size M. Ok này, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream nha. Em chỉ còn mấy phút này, còn mấy phút nữa được tính với mức giá là 299.000 thôi. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích thì chốt nhanh tay cho em này. Rồi chị Thỏ Ngọc này, 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa nha. Chị ơi chị trà sữa dâu tây 50 cân mặc vừa size M cho em. 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa. Lưu ý là phải ra chia sẻ cho em 5 lần mà các hội nhóm công khai này. Về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh cho các chị luôn này. Rồi ok chị Thế Viễn này, 299.000 một cái màu xanh đen của chị luôn nha. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái màu xanh đen cho các chị xem ạ. Thử phun tông màu cho các chị luôn này. Rồi ok cún con dễ thương 299.000 một cái màu xám ok luôn nha. Rồi ok Đặng Hồng Thủy 299.000 một cái màu cam ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Nguyễn Thị Xuân 299.000 một cái màu xám của chị quá đẹp luôn nha. Màu nào mặc nên cũng nổi, màu nào mặc nên cũng sang này. Hàng đủ size đủ số cho chị em nào từ 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa cho em nha. Rồi ok chị Quân Nguyễn 299.000 một cái màu xanh đen của chị luôn này. Bây giờ mẫu sẽ đi mặc thử là cái màu xanh đen cho các chị nha. Màu nào mặc nên cũng nổi, màu nào mặc nên cũng rất là sang và trẻ trung cho các chị luôn ạ. Rồi ok chị Quân Thể này 299.000 một cái màu xám của chị luôn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Còn vài phút cuối cùng này chốt với mức giá 299.000. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 nha. Rồi ok chị Thanh Trà này 299.000 một cái màu vàng bò của chị ok luôn nha. Rồi ok chị Dũng Trí 299.000 một cái màu xanh đen. Đây màu xanh đen mỗi em mặc lên quá sang quá trẻ trung cho các chị này. Màu xanh đen này thì rất là hiếm có nha. Nên là các chị nhanh tay ra chia sẻ cho em này, mặc vừa sáng da vừa nhã nhặn cho các chị này. Rồi ok chị Hiếu Hoàng 299.000 một cái màu hồng của chị ok nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại này. Rồi ok con gái xứ Nghệ 299.000 một cái màu xanh đen ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại vào kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Màu xanh đen như mỗi năm mặc này, có thêm màu xanh rêu cho các chị lựa chọn này, có thêm màu hồng cực kỳ đẹp luôn nha, có thêm tông màu xám này cho các chị đây mặc lên cực kỳ trẻ trung luôn này, có thêm tông màu cam cho các chị mặc lên cực kỳ nổi cực kỳ sang nha. Và cuối cùng đây là tông màu đỏ đô này. Rồi ok cho chị Hợp Trần này 299.000 nha. 299.000 một cái màu xanh đen của chị ok này. Rồi ok chị Lê Hồng này, để lại số điện thoại cho em nha. Chị ơi dồn đơn cũng phải có số điện thoại này. 299.000 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Chất này là chất liệu phao lì nha. Chất liệu phao lì này có độ co giãn nhẹ cho các chị mặc lên rất là thoải mái này. Rồi ok chị Bằng Nguyễn một cái màu xanh đen 299.000 lên đơn hàng thành công cho chị. Quá là đẹp luôn, bên trong là lớp lót lụa mềm mịn nha. Các chị mặc lên cực kỳ sang và trẻ trung luôn này. Thiết kế túi như thế này các chị mặc lên rất là trẻ trung, tặng kèm cho các chị thêm một quả bông nữa nha. Mũ này các chị có thể tháo rời luôn cho em, chất liệu này thì quá là đẹp rồi. Phao này là phao Hàn Quốc nha các chị em. Rồi ok chị Đặng Nhung này 299.000 một cái màu xanh đen ok luôn nha. Tố Uyên 299.000 một cái màu hồng của chị ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Đủ 5 lần và các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình sẽ được lên mức giá thành công là 299.000 nha. Rồi ok Tuệ Tĩnh này 299.000 một cái màu xanh đen cho chị ok nha. Rồi ok Hảo Kenji 299.000 một cái màu cam ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 đồng ở bên em ạ. Vừa rẻ vừa đẹp, bao giá bao chất toàn thị trường này cho các chị nha. Rồi ok chị Hiếu Nguyễn này 299.000 một cái màu đỏ đô ok này. Chị Nguyễn Bằng có đơn hàng rồi không comment lại nữa, dùm em ra chia sẻ nhanh tay cho em để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Phạm Thị Hạnh một cái màu xanh đen ok. Màu xanh đen này là cái màu rất là nạ mắt này mà mặc lên thì cực kỳ nhã nhặn luôn nha. Rồi ok chị Tống Thị Hảo này 299.000 một cái màu xanh rêu ok nha. Rồi ok chị Lê Hồng lên đơn hàng cho chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Rồi ok chị thêm Nguyễn 299.000 một cái màu hồng của chị ok này. Rồi ok Thảo Nghĩa 299.000 một cái màu đỏ đô ok nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 ạ. Rồi ok chị Lan Trần này 299.000 một cái màu cam của chị ok nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử sang cái màu đỏ đô cho các chị xem này. Sẽ mặc thử phun màu cho các chị xem nha. Chị em nào chưa ngắm được màu nào thì nhanh tay vào ngắm cho em này. Em cũng chỉ còn mấy phút nữa báo với mức giá ưu đãi cho các chị là 299.000 thôi. Hàng này về có số lượng có hạn nên là các chị phải nhanh tay nha. Rồi ok chị Trần Trung một cái màu đỏ đô quá là đẹp luôn. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử ngay cái màu đỏ đô vào cho các chị xem này. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Hân Trần ra một cái màu xanh đen ok 299.000 cho chị này.
Bao giá bao đẹp, lưu ý là phải chia sẻ cho em nha. Kẻo cái đơn hàng không chia sẻ thì sẽ bị hủy thì rất là tiếc luôn nha. Rồi ok chị, họ hữu tên Trung 299.000 một cái màu xanh đen ok này. Rồi ok chị trà sữa dâu tây một cái màu xanh đen 50 cân mặc vừa size M nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Quá rẻ, quá đẹp, quá sang, quá xinh, bao giá bao chất toàn thị trường này cho các chị luôn nha. Quá là đẹp luôn, một cái phao dáng dài như thế này. Các chị mua tiền triệu ở bên ngoài vào đây bán chỉ có mức giá chưa đến 300.000. Chị em là lấy chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. Rồi ok, Ngọc Thảo 299.000 màu xanh đen size to nhất 3XL cho chị luôn ok này. Quá đẹp luôn nha. Đây màu đỏ đô mỗi là mặc lên quá sang cho các chị luôn này. Màu đỏ đô là cái màu không quá chói nha. Không quá chói nhưng mặc lên cực kỳ sang và siêu sang cho các chị luôn này. Rồi ok, chị Hạnh Nguyễn này 299.000 một cái màu xanh đen của chị ok luôn nha. Rồi ok, chị Thanh Hoàng này 299.000 một cái màu cam ok chị này. Bây giờ em sẽ giới thiệu lại tất cả các tông màu để cho các chị tiện theo dõi một lần này. Mỗi mặc lên là tông màu đỏ đô cho các chị nha. Quá đẹp luôn này. Có thêm tông màu xanh đen rất là hiếm này. Rồi ok chị Oanh Nguyễn một cái màu xanh rêu 299.000 chốt đơn cho chị luôn nha. Quá đẹp, quá sang, quá trẻ trung luôn. Có thêm tông màu này là tông màu cam cho các chị lựa chọn cực kỳ đẹp này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng trẻ trung nha. Chị em nào cũng có thể mặc được luôn cho em nhá. Có thêm tông màu xanh rêu không bao giờ lỗi mốt này, và cuối cùng đây là tông màu xám nha. Rất là hot của năm nay luôn này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Rồi ok Thu Trang Phạm Thị một cái màu đỏ đô ok luôn này. Rồi ok Thanh Lịch Trần 299.000 một cái màu xám ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000. Rồi ok Là Hoàng 299.000 một cái màu đỏ đô ok lên đơn hàng cho chị này. Rồi ok Ba Lúa nha 299.000 một cái màu xanh đen ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 nha. Bao giá bao rẻ bao đẹp cho các chị luôn này. 40 cân chị mà size XL cho em nha chị ơi, 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa. Các chị hãy để ý xem là số điện thoại của mình đã cho đúng hay chưa, mình đã chia sẻ đủ số lần hay chưa để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Tú Nguyễn một cái màu xanh đen 62 cân mặc size 2XL cho em, vừa rẻ vừa đẹp, mặc lên vừa nhẹ vừa sang nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng này của mình sẽ được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. Rồi ok chị Tống Thế Hiền một cái 299.000 một cái màu xanh đen ok chị nha. Rồi ok chị Luyến Nguyễn này 299.000 một cái màu vàng một cái màu cam ok chị nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok chị Tú Lê này 299.000 một cái màu xanh đen ok chị luôn này. Thanh Trúc 299.000 một cái màu đỏ đô nha. Có rất là nhiều chị đặt hàng cho mẫu này ở bên em mà em không thể đọc tên tất cả các chị lên được thì các chị cứ comment đúng cú pháp cho em này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em, đủ 5 lần trở lên đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công. Và ngay ngày hôm sau sẽ có nhân viên bên em gọi điện tư vấn size, tư vấn màu kèm xin địa chỉ để gửi hàng cho các chị nha. Rồi ok chị Lê Trịnh một cái màu đỏ đô ok 57 cân mặc size XL cho em ok, quá đẹp quá sang này. Rồi ok Phi Thành 299.000 một cái màu đỏ đô ok chị luôn nha. Hoành Nhàn 299.000 một cái màu hồng ok lên đơn hàng cho chị này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em, đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc tường trang cá nhân của mình cho em. Bên đây sẽ có hệ thống kiểm tra xem là số lượng lượt chia sẻ của mình đã đúng chưa nha. Bây giờ mơ sẽ mặc sang thử sang cái tông màu xám này một lần nữa cho các chị xem này. Màu nào mặc nên cũng nổi, màu nào mặc nên cũng rất là sang luôn nha. Rồi ok chị qua đêm nay 299.000 một cái màu xanh rêu ok chị này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Thế Thịnh 299.000 một cái màu xanh đen cho chị ok này. Mặc lên vừa nhẹ vừa sang, dáng này dáng Hàn Quốc. Chị em nào cũng có thể mặc được cho em nha. Vừa tôn da vừa tôn dáng, mặc vào cái mùa này thì quá là hợp lý luôn cho em rồi. Mũ này các chị có thể đội hoặc không đội đều được luôn cho em nha. Mặc lên thì siêu nhẹ, siêu trẻ trung cho các chị này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại. Còn vài phút cuối cùng nữa em chốt với mức giá 299.000 nha. Hàng xả nên là các chị phải chốt nhanh chốt lẹ này. Hàng bên em có đủ size đủ số nha chị Trần Thị Nguyệt ơi. Chị bao nhiêu cân thì mai sẽ có nhân viên bên em gọi điện tư vấn size, tư vấn màu hợp với chị để bên em sẽ gửi cho chị nha. Rồi ok Quế Lương 299.000 một cái màu hồng của chị quá đẹp, cái màu hồng Hàn Quốc năm nay rất là hot luôn này. Rồi ok cho chị Thanh Thị Bạch này 299.000 một cái màu xanh rêu ok luôn nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok Hồng Thủy 299.000 một cái màu xám ok nha. Màu xám như mỗi năm mặc lên vừa sang vừa xinh vừa trẻ trung cho các chị luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu cam cho các chị mặc lên cực kỳ nổi nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng cho các chị mặc lên cực kỳ sang này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô nha. Màu đỏ đô có rất là nhiều chị lựa chọn này bởi vì rất là phù hợp với nhiều người này. Có thêm tông màu này là tông màu rêu cho các chị cực kỳ dễ mặc luôn. Và cuối cùng là tông màu xanh đen nha. Rất là hiếm khi có trong các mẫu áo phao này nên là
các chị nhanh tay lựa chọn cho em nha. Màu nào cũng nổi, màu nào cũng đẹp luôn nhá. Rồi ok cho chị Long bằng 299.000 một cái màu xanh đen của chị ok luôn này. 47 cân mặc vừa size M nha. Chốt nhanh chốt lẹ, em cũng chỉ còn 5 đơn hàng này. 5 đơn hàng và nhận 5 số điện thoại cuối cùng nữa thôi nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này để có đơn hàng ở bên em với mức giá chỉ có 299.000 thôi ạ. Rồi ok cho chị Thành Đạt 299.000 một cái màu xám ok lên đơn hàng cho chị này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 299.000, vừa rẻ vừa đẹp, bao giá bao chất cho các chị nha. Trên là lấy thì comment cho em này, 299k kèm màu kèm số điện thoại này. Và ra chia sẻ nhanh tay cho em nha, 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Với mức giá chỉ có 299.000 ở bên em này. Có màu xám, có thêm màu xanh đen, có thêm màu cam cho các chị lựa chọn này. Rồi ok, thông điệp vàng một cái màu ghi ok này. Rồi ok, chị thông báo Messenger 299.000 một cái màu hồng của chị ok luôn nha. Người sử dụng Facebook một cái màu xanh đen ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ giúp em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok, tống tường 299.000 một cái màu xanh rêu của chị ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ giúp em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok, hàng bên em có đủ size đủ số cho chị em nào từ 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa và phải chia sẻ cho em 2 tới 3 lần nha. Rồi ok cho chị Hoa Lục một cái màu đỏ đô 48 cân mặc vừa size M này. Rồi Thanh Tống 299.000 một cái màu xám ok chị luôn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. À, lưu ý là chia sẻ giúp em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Bây giờ em sẽ ra kiểm tra này, xem là lượt chia sẻ của các chị đã đủ 5 lần trở lên chưa nha. Và em đã chốt rất là nhiều đơn hàng rồi mà em thấy lượt chia sẻ còn rất là thấp này. Trong này có rất là nhiều chị chưa hề chia sẻ cho em thì nhanh tay ra chia sẻ, kiểu đơn hàng bị hủy thì rất là tiếc nha. Rồi ok, Phạm Thị Hạnh một cái màu đỏ đô lên đơn hàng cho chị 299.000 nha. Rồi Thanh Duy 299.000 một cái màu xám ok chị luôn này. Rồi ok, Quế Loan 299.000 một cái màu xanh đen ok chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại. Đào Thị Hương Lý 299.000 một cái màu cam ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ nhanh tay giúp em đi ạ. À, em cũng chỉ còn 5 đơn hàng với mức giá 299.000 thôi. Nên chị em nào ơn, chị em nào thích thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. Mới có mức giá 299.000 ở bên em nha. Phan Quỳnh 299.000 một cái màu xanh đen ok chị luôn này. Rồi ok, chị Thảo Ngọc 299.000 một cái màu xanh đen của chị ok nha. Mẫu thì mặc thử lại cái tông màu cam cho các chị xem. 299k kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Rồi ok, chị Nguyễn Vân đã chia sẻ lấy màu gì để lại màu cho em đi chị ơi. 299k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm 5 lần chia sẻ thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok, Triệu Tử Vi 299.000 một cái màu hồng của chị Hàn Quốc này. Màu hồng Hàn Quốc thì quá là sang, quá là trẻ trung luôn rồi. Rồi ok cho chị Tân Tiền Tỷ 299.000 một cái màu xanh đen ok nha. Thảo Quân 299.000 một cái màu ghi ok này. Rồi ok, Hồng Vân 299.000 một cái màu xanh đen ok luôn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. 699.000 giảm xuống chỉ còn 199.000. Áp dụng cho những chị em nào chia sẻ livestream này và đặt hàng tại livestream này nha. Rồi ok, chị Việt Anh 299.000 một cái màu xanh đen em lên hàng thành công với chị luôn ạ. Vừa rẻ vừa đẹp, bao giá bao chất toàn thị trường luôn nên chị em nào ưng này. Chị em nào thích thì phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em luôn nha. Rồi ok, chị Phương Đoài 299.000 một cái màu cam ok này. Màu cam mỗi năm mặc lên quá là sang mà nổi cho các chị luôn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi ok, chị Nguyễn Vân 299.000 màu đỏ đô của chị ok này. Chốt đơn hàng em nãy, từ nãy giờ em chốt đã đến hơn cả 100 đơn hàng rồi. Nhưng mà em thấy lượt chia sẻ đáng nhẽ là phải trên 500 lượt chia sẻ. Nhưng mà còn rất là ít lượt chia sẻ, các chị chưa hề chia sẻ cho em. Nhanh tay ra chấm bài chia sẻ cho em chỉ còn 3 phút cuối cùng này. 3 phút cuối cùng và nhận 5 đơn hàng cuối cùng với mức giá là 299.000. Nên còn chị em nào ưng, chị em nào thích, còn chị em nào chần chừ, chúng ta chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Rồi ok cho chị Phí Hoàng 299.000 một cái màu cam ok lên đơn hàng thành công của chị 48 cân mặc vừa size M cho em nha. Rồi ok chị Triệu Mặc 299.000 một cái màu xám ghi ok chị này. 57 cân mặc size XL cho em ok chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Quá là sang và trẻ trung luôn, hàng đủ size đủ số, 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa này. Mỗi mặc lên là tông màu cam cho các chị mặc lên cực kỳ sang nha. Có thêm tông màu xám này rất là trẻ trung này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đỏ đô này cực kỳ trẻ trung luôn này, 6 tông màu nào cũng đẹp. Có thêm tông màu xanh đen rất là ít khi xuất hiện trong mẫu áo phao này. Và cuối cùng đây là
là tông màu xanh rêu nha. Màu không bao giờ hết hot luôn cho các chị này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok, niêu dai 299.000 một cái màu đỏ đô ok chị luôn này. Hoa lục bình 299.000 một cái màu xanh đen ok nha. Đầu đậu một cái 299.000 một cái màu đỏ đô ok này. Chị em nào lấy chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em. Em chỉ nhận 5 đơn hàng cuối cùng và 5 số điện thoại cuối cùng nữa thôi. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích thì đừng nên chần chừ này. Ra bấm nút chia sẻ cho em 5 lần và các hội nhóm công khai mình tham gia. Hoặc có thể về tường trang cá nhân của mình cho em để bạn bè người thân mình biết này. Hàng đang giảm giá với mức giá quá rẻ để vào lựa chọn nha. Chị Trần Thị Nguyệt 43 cân chị mặc vừa size S cho em nha. Hàng xả bên em nên là số lượng có hạn nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ này. Rồi ok đây chị Thế Vĩnh 299.000 một cái màu xanh đen ok chị luôn nha. Trai Thành Nam 299.000 một cái màu cam ok luôn này. Rồi ok Nguyễn Lược 299.000 một cái màu xanh đen ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Đủ size đủ số cho chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa. Rồi ok chị Trà Sữa Dâu Tây đổi sang màu cam, chị Mai báo với nhân viên gọi điện cho em nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Rồi ok chị Dũng Bình 299.000 một cái màu hồng này. Ok chị nha, 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay giúp em đi ạ. Em cũng chỉ nhận 5 đơn hàng, 5 số điện thoại cuối cùng nữa thôi này. Em xin kết thúc livestream này ra. Trở về với mức giá 699.000 ở bên em. Hàng tiền triệu mà bán cho các chị với mức giá quá là rẻ luôn này. Rồi ok chị Đàm Trang 299.000 một cái màu xanh đen ok nha. Thu Yên 299.000 một cái màu xanh rêu ok luôn này. Rồi Đàm Thu Quyên nha, 299.000 một cái màu đỏ đô ok chị, quá đẹp quá sang luôn này. Quỳnh My 299.000 một cái màu đỏ đô ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, màu nào mặc nay cũng nổi, màu nào mặc nay cũng sang và chảy chung cho các chị. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream để cho em đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok cho chị Dũng Quyết 299.000 một cái màu đỏ đô ok luôn nha. Rồi ok cho chị Mã Phước 299.000 một cái màu xanh đen ok này. Quá là đẹp luôn đây, mỗi năm mặc lên là cái màu hồng Hàn Quốc cho các chị này. Mặc nay cực kỳ nổi, cực kỳ sang. Đằng sau các chị có thể tháo rời cho em nha. Rồi ok, Quách Bích Hà một cái màu xanh gì đấy chị ơi, có hai màu xanh nha. Có hai màu xanh là một cái màu xanh rêu này và một cái màu xanh đen, thì chị lấy màu xanh gì thì chốt màu xanh đấy cho em nha. Rồi ok, Thảo Nhi Nguyễn một cái màu rêu 299.000 ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 nha. Rồi ok chị Cộng Hòa 299.000 một cái màu xanh rêu ok này. Thực Theo 299.000 một cái màu xanh đen ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ. Giao nhanh tay ra chia sẻ, em chỉ còn 1 phút cuối cùng để cho những chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ giúp em 5 lần ở các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công luôn nha. Rồi ok Phục Nguyễn 299.000 một cái màu xanh đen ok này. Rồi ok cho chị Phượng Hoàng 299.000 một cái màu xanh rêu ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Rồi ok cho chị Phạm Thị Hạnh này, một cái lên đơn cho chị một cái màu đỏ đô ok chị luôn nha. Màu nào mặc nên cũng nổi, màu nào mặc nên cũng rất là sang và trẻ trung cho các chị này. Trần Thị Nguyệt một cái màu xanh đen ok, size S lên đơn hàng thành công cho chị luôn ạ. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, 1 phút cuối cùng 3 số điện thoại. Và những chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em để đơn hàng của mình đơn hàng thành công này. Rồi ok chị Mặc Tử 299.000 một cái màu xanh đen ok nha. Không có màu đen nha chị ơi, nhưng mà bù vào đó là có cái màu xanh đen này, quá là dễ thương cho các chị này. Cái màu xanh đen này thì quá là đẹp luôn nha. Mặc vừa lên vừa nhã nhặn này, nó tối màu, mặc lên nhã nhặn mà trẻ trung cho các chị này. Rồi ok chị Thanh Nhàn 299.000 một cái màu xanh đen ok này. Rồi ok Tống Gia Vĩ 299.000 một cái màu hồng ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Không có màu đen nha chị ơi, chỉ có màu xanh đen thôi. Có màu xanh đen này rất là đẹp cho các chị này, có màu xanh đen nha, không hề có màu đen. Rồi ok cho chị Luyến Lung Linh 299.000 một cái màu xám ok chị này. Em sẽ giới thiệu lại màu một lần nữa nha. Và em xin kết thúc livestream ngay bây giờ rồi. Còn chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. Mẫu em mặc lên đây là tông màu hồng cho các chị nha, màu hồng Hàn Quốc quá là đẹp luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu cho các chị lựa chọn cực kỳ xinh nha. Có thêm tông màu này là tông màu xanh đen này rất là lạ cho các chị này. Có thêm tông màu đỏ đô mặc lên cực kỳ nhã nhặn nha. Có thêm tông màu này là tông màu xám và cuối cùng là tông màu cam. Chị em nào lấy thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em nha. 199k kèm màu 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Hữu Duyên 299.000 một cái màu hồng ok này. Rồi ok chị Quế Phạm 299.000 một cái màu xanh đen ok luôn nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha.
2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 ở bên em nha. Bao giá, bao đẹp, bao sang, bao xinh nha các chị. Hàng có đủ size, đủ số cho chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa này. Rồi ok, chị Trúc Hoàng 299.000 một cái màu xanh đen ok nha. Rồi ok, chị Mã Phước Tài 299.000 một cái màu ghi màu xám ghi ok đây. Rồi ok, Phụng Hoàng 299.000 một cái màu xanh đen của chị ok nha. Nào còn chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em nào. Còn chị em nào chưa đặt hàng nhanh tay vào đặt hàng đi ạ. Rồi ok, Quách Bích Hà một cái màu xám ok, chị 44 cân mặc vừa size S cho em nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em này. Có rất là nhiều đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công rồi nha. Mà các chị chưa hề chia sẻ cho em nhanh tay ra chia sẻ để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công này. Tránh việc đơn hàng bị hủy thì rất là tiếc luôn nha. Rồi ok, chị Tím Thủy Chung 299.000 một cái màu xanh rêu của chị ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok, chị Xưởng Mai Thanh Hà 299.000 một cái màu xám của chị ok này. Nào còn chị em nào yêu thích màu nào comment nhanh tay nào. Em chuẩn bị kết thúc livestream rồi nha. Kết thúc livestream lại trở về với mức giá là 699.000 ở bên em. Cái mẫu áo phao Hàn Quốc dáng dài này, mặc lên vừa nhẹ vừa sang vừa xinh này. Rồi ok, chị Hàn Quyết 299.000 một cái màu đỏ đô ok chị luôn nha. Rồi ok, chị Quý Tộc 299.000 một cái màu xanh đen ok chị luôn này. Rồi ok, chị Kiều Trinh 299.000 một cái màu xanh rêu ok chị luôn nha. Em đã lên rất là nhiều đơn hàng rồi. Thì còn chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này. Để bây giờ 1 phút cuối cùng em xin kết thúc livestream đi ạ. Nào còn chị em nào lấy nữa thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại này. Mẫu em mặc lên đây là tông màu xanh đen cho các chị nha. Rồi còn chị em nào ưng này, chị em nào thích thì chốt nhanh chốt lẹ để em xin kết thúc livestream này tại đây nha. Quá rẻ, quá đẹp, quá sang, quá xinh cho các chị này. Rồi còn chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em để em xin kết thúc livestream nha. Và chào tạm biệt các chị này. Cái đèn đi cho chị, mà chỉnh như này chị bảo được rồi là được. Mình cái phần chân áo nó tối lắm, lúc mình quay lên ấy. Chỉnh cái đèn. Ma bảo như hai cái thằng não ta bảo nó mấy hôm này. Não ơi! Não! Não ơi! Mai mày đi mua đèn thay ngay cái đèn này ở trong đây đi nhá. Thay hết một đà đèn ở trên trần bên này tối om ấy. Tháo ra được mà, vặn cái này ra là được. Đây này, đèn trên trần đây này. Tối không, mấy tao quay toàn tối thôi. Đây này, tức là một đoạn đèn này mày tháo này ra là được này. Đèn này ra ấy có ta... Việc đầu tiên là mai mày xử lý ngay cái đèn ống đèn này đi cho tao để tao quay. Tối không, mấy nhìn chẳng nhìn đến lúc quay. Mai lấy đi mua được mua luôn cái đèn như này để lắp vào chân này. Ừ, cho nó sáng luôn. Được rồi đấy mà làm sao chưa thấy phải là... Rồi các chị yêu ơi, chị nào thấy tín hiệu livestream này phát cho em xin một dấu chấm nha. Cho em xin một dấu chấm tương tác để em chào hỏi các chị yêu trước khi xả hàng 70% này. Trước khi xả hàng giảm giá 70% duy nhất trong livestream này em đang phát nha. Chị yêu nào thấy tín hiệu livestream này phát cho em xin một dấu chấm để em chào hỏi các chị yêu trước khi em xả hàng này. Rồi ok, chào chị Hiếu Vũ là người đầu tiên nha. Rồi ok, mình chào chị Xuân Tóc Đỏ này, chào chị Trâm Huỳnh này, chào tất cả những chị đầu tiên đang xem livestream trực tiếp của Thời Trang Công Sở. Rồi chào chị Huyền Minh Si, chào chị Ngọc Hà, chào chị Minh Châu Nguyễn, chào chị Bé Thái, chào chị Long Nương Hoàng Em, chào tất cả những chị đang xem livestream trực tiếp của bên em trong những phút livestream đầu tiên nha. Trong những phút livestream đầu tiên của em xả áo phao giảm giá 70% áp dụng cho 10 phút livestream đầu tiên. Rồi ok, chào chị Nương Nương Hoàng, chào chị Kiều Anh, chào chị Lai Triệu, quá đẹp, quá sang và quá xinh cho mẫu áo phao Hàn Quốc này đúng ạ. Và hôm nay có đến 6 tông màu cho các tình yêu lựa chọn nha. Chào chị Mai Bùi, chào chị Lưu Thị Khánh, chào chị Thu Thủy, chào chị Thu Huyền, chào chị Đỗ Hoài. Em chào những chị yêu đầu tiên đang xem livestream trực tiếp của em. Chị yêu nào muốn săn siêu phẩm áo phao dáng dài này của bên em với một mức giá cực kỳ ưu đãi nha. Giảm 70% trong 10 phút livestream đầu tiên của em áp dụng cho những chị yêu nào chia sẻ livestream này cho em đủ 5 lần ở chế độ công khai này. Mình không cần phải chia sẻ nhiều, mình chỉ cần chia sẻ cho em đủ 5 lần thôi là mình đã được mua hàng giảm giá đến 70% rồi. Đây là áo phao Hàn Quốc cao cấp ok em. Chào chị Vũ Tuyết này, chào chị Ninh Nguyễn này, chào 378 chị yêu đang xem livestream trực tiếp của em nha. Cho em xin một dấu chấm tương tác để em chào hỏi các chị yêu trước khi em xả áo phao này 70% nha.
Rồi ok, chào chị Tuyết Vũ, chào chị Thu Thủy, chào chị Hội Bảo này, chào chị Vũ Hòa, chào chị Vinh Nguyễn, chào chị Bùi Thúy. Em chào tất cả những chị yêu đang xem livestream trực tiếp của em. Chị yêu nào muốn săn siêu phẩm áo phao của em trong những phút livestream đầu tiên giảm 70% cho em xin chia sẻ đủ 5 lần nhá. Mình chỉ cần chia sẻ đủ cho em 5 lần ở chế độ công khai, bao gồm 2 lần lên trang cá nhân và 3 lần lên các hội nhóm được chưa ạ? Mình có cơ hội mua sản phẩm này của em trong những giây phút đầu tiên của livestream. Hàng giảm giá 70% sang cái đấy chị cái máy iPhone X. iPhone của chị đi để chị xem nào. Rồi đang cái chỗ chị đang chạy. Rồi các chị yêu ơi, các chị yêu ơi, ok, quá nhiều chị yêu hỏi mẫu áo phao này giá bao nhiêu ạ? Rồi có quá nhiều chị yêu mình hỏi mẫu áo phao này có giá bao nhiêu nhỉ? Chia sẻ với các chị yêu là mẫu áo phao này có mức giá là đang bán tại cửa hàng là bao nhiêu? Đang bán tại cửa hàng em với mức giá là 699.000. Siêu phẩm áo phao này nha, phao Hàn Quốc dáng dài đang có mức giá bán tại cửa hàng là 699.000 cho siêu phẩm này. Rồi trong những phút đầu của livestream của em, rồi ok chị Nguyễn Phan Anh Thư ơi, em có nhìn thấy chị nha. Trong những phút livestream đầu của em này, 10 phút livestream đầu của em sẽ giảm giá 70% cho những chị yêu nào chia sẻ đủ cho em 5 lần nha. Chỉ cần chia sẻ đủ livestream của em 5 lần ở chế độ công khai, các chị yêu sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá 70% của thời trang công sở nha. Chị em các chị trong những phút livestream đầu tiên. Ôi quá nhiều màu đẹp, hôm nay về quá nhiều tông màu đẹp cho các chị yêu lựa chọn này. Mẫu em đang mặc là màu cam nha. Mẫu đang mặc là màu cam, em giới thiệu màu trước cho các chị yêu này. Rồi em cầm trên tay đây là màu đỏ đô nha. Mình cầm trên tay là màu đỏ đô. Tiếp đến có những chị màu xanh rêu thì quá đẹp, quá sang rồi đúng không ạ? Rồi hôm nay về thêm một tông màu xanh than. Một tông màu xanh than mà ngày nào các chị cũng hỏi là hôm nay có màu xanh than không em. Thì hôm nay về cho các chị màu xanh than này, quá đẹp luôn nha. Có thêm màu xanh than này, có thêm màu xám nha. Màu xám là cái màu mà hot hit nhất của năm nay rồi. Và ok các chị yêu ơi, có thêm màu Hàn Quốc, màu hồng Hàn Quốc cho các chị yêu này. Rồi giá của sản phẩm là bao nhiêu, giá của sản phẩm là bao nhiêu em sẽ công bố ngay sau đây thôi. Các chị yêu nhà mình đã chia sẻ chưa ạ? Chia sẻ và sẵn sàng comment cho em nha. Bởi vì làm sao, giá ưu đãi giảm 70% em chỉ áp dụng trong những giây phút đầu của livestream cho những chị yêu nào mình chia sẻ đủ cho em 5 lần và số lượng cực kỳ có hạn thôi nha. 699.000 em xả cho các chị chỉ còn 299.000 một chiếc nha. 299.000 một chiếc cho một mẫu áo phao Hàn Quốc dáng dài. Đó, 299.000 kèm màu, kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng cho mẫu phao dài Hàn Quốc này của em được chưa ạ? Từ 699.000 em xả cho các chị yêu trong những giây phút livestream đầu tiên với mức giá chỉ còn 299.000. Đặt hàng comment đúng cú pháp cho em này, 299 kèm màu kèm số điện thoại, 699 xả còn 299 trong 10 phút livestream đầu tiên nha. 299.000 mẫu đang mặc là màu cam này, 299.000 em cầm trên tay đây là màu xanh đen nha, quá đẹp luôn, thực sự là nó quá là đẹp luôn này. 299.000 màu đỏ đô này, 299.000 màu xanh rêu, 299.000 màu hồng Hàn Quốc và 299.000 màu xám. 299 kèm màu kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng cho siêu phẩm phao Hàn Quốc này của em. Áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào mình chia sẻ livestream này nhiều nhất cho em nha. Rồi ok, bắt đầu bây giờ em chốt đơn này, các chị yêu nhà mình sẵn sàng chia sẻ chưa nào? Chia sẻ chưa để em chốt đơn nha, bởi vì chỉ áp dụng trong những phút đầu của livestream cho những chị nào mình chia sẻ nhiều nhất thôi. Rồi ok, chị bé Thái lên đơn cho chị một chiếc màu xám 299.000 này. Rồi lên đơn cho chị Hiếu Vũ một chiếc màu xanh rêu 299.000. Rồi cảm ơn chị Niu Thị Khánh đã chia sẻ nha. Rồi em lên đơn cho chị bé Thái rồi nha. 699.000 nhà mình hôm nay xả cho các chị yêu chỉ còn 299.000. Mình áp dụng trong những phút đầu tiên của livestream thôi nha. Rồi ok chị Thu Hương ơi, một chiếc màu cam 299.000 cho chị nha. Rồi ok chị Nguyễn Thảo một chiếc màu cam, mình gọi là màu cam nha các chị ơi, đừng gọi vàng đất nha. Gọi đúng theo màu em, tránh trường hợp nhầm màu của các chị nha. Ok, lên đơn chị Nguyễn Thảo, lên đơn cho chị Ngọc Hà, lên đơn cho chị Bảy Bùi Bảy này, nên đơn cho chị Lưu Thị Khánh, nên đơn cho chị Nguyễn Hảo, nên đơn cho chị Tuyết Trình Đặng này, nên đơn chị Thu Hương, nên đơn cho chị Tim Anh ơi, bổ sung ngay số điện thoại cho em nha. Mình có thể thiếu size được, mình có thể thiếu màu được, nhưng đừng thiếu số điện thoại. Bởi vì số điện thoại là bên em liên lạc với các chị để chốt đơn đúng không ạ? Nên đơn cho chị Kim Dung Nguyễn nha các tình yêu ơi, lưu ý này, em nhắc rõ lại nha.
Rồi ok, có quá nhiều comment đặt hàng cho mẫu này đúng không ạ? Quá đẹp và quá rẻ này, các chị lưu ý cho em này. 699.000 em xả xuống chỉ còn 299.000. Và em áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào chia sẻ đủ 5 lần cho em nhá. Mẫu áo phao Hàn Quốc mặc nên quá đẹp, quá sang, quá xinh, độ dài vừa phải nhá. Từ 40 đến 67 cân các chị yêu của em có size mặc vừa đúng không ạ? Rồi các chị yêu ơi, có quá nhiều comment nhà mình đặt hàng nhá. Có thể em không thể đọc hết tên các chị ở đây được, nhưng vì sao nào? Các chị chỉ cần comment đúng cú phát cho em này, 299 kèm màu kèm số điện thoại là nhà mình lên đơn với mức giá 299.000 cho các chị này. 299.000 màu xám này, 299.000 màu xanh rêu này, 299.000 màu hồng này, 299.000 màu xanh đen này, 299.000 màu đỏ đô và 299.000 màu vàng bò nha. Từ 699.000 em xả xuống cho các chị chỉ còn 299.000 một chiếc. Áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào nhà mình chia sẻ livestream này cho em đủ nha. Chia sẻ đủ cho em 5 lần ở chế độ công khai. Rồi ok, chị Nguyễn Thảo lên đơn cho chị một chiếc màu cam 299.000. Đó, các chị yêu nhà mình ngắm hộ em nha. Chất liệu phong nì quá là đẹp luôn. Năm nay thì cái chất liệu phong nì này là lên ngôi này. Bởi vì mặc nên với cái chất liệu phong nì này nó quá đẹp, quá sang đúng không ạ? Với cái chất liệu phao bóng thì mình nhìn nó quá bình thường, nhưng với cái chất liệu phao nì này thì mặc lên quá đẹp và quá sang rồi. Rồi chị Nguyễn Anh Thư chốt đơn cho chị nha, chị Thanh Võ chốt đơn cho chị nha, chị Loan Anh Phạm em chốt đơn cho chị Hiền Phạm em chốt đơn cho chị nha. 299.000 nhà mình áp dụng cho các chị trong những phút livestream đầu tiên của em nha. Rồi chị Phạm Thị Hạnh lên đơn cho chị Huyền Nguyễn lên đơn cho chị Nhơn Thắm lên đơn cho chị này. 299.000 kèm màu kèm số điện thoại là cú phát đặt hàng cho siêu phẩm này của nhà mình nha. Rồi các chị ơi, 699 em xả thì các chị yêu chỉ còn 299.000 một chiếc. Áp dụng trong những phút đầu của livestream nha. Áp dụng trong những giây phút đầu của livestream cho những chị yêu nào mình chia sẻ nào. Rồi mình đừng băn khoăn là 40 cân hay 50 cân hay 60 cân mình có mặc vừa hay không, mà các chị lưu ý rõ cho em này. Những chị yêu nào mình ở khoảng cân nặng từ 40 đến 65 cân đều có size tương ứng phù hợp cho mình. Để được đặt hàng thành công thì mình phải comment nhanh. Bởi vì sao? Giá 299.000 em chỉ áp dụng trong những phút đầu của livestream. Và số lượng bán với mức giá 299.000 không nhiều nên mình phải comment nhanh nha. Và đặc biệt là sao? Phải có số điện thoại em mới chốt đơn nha. Không có số điện thoại nó không nên đơn được cho nhà mình rồi. Rồi ok, chị Phương Quyên ơi, phải bổ sung ngay số điện thoại cho em này. Chị Huy Đỗ phải bổ sung ngay số điện thoại cho em. Chị Thúy Ngọc Phạm, ok chị này, 299.000 kèm màu kèm số điện thoại màu xanh rêu thì quá đẹp và quá sang rồi đúng không ạ? Riêng với cái mẫu áo khoác nó thường riêng với những cái mẫu mà áo khoác thì chia sẻ với các chị là màu xanh rêu này, em thấy mẫu nào nên với cái màu xanh rêu nó cũng quá là đẹp đúng không ạ? Màu xanh rêu thì mặc không kén dáng và không kén da, và cái màu này thì năm nào cũng hot hết. Rồi ok, nên đơn cho chị Phương Quyên này một cái màu xám, nên đơn cho chị Nương Thị Quyên một cái màu xám. Ok chị Huy Đỗ ơi, phải có số điện thoại nhá. Mình có thể thiếu bất kể cái gì nhưng nhớ là không được thiếu số điện thoại được chưa? Rồi ok chị Nho Tên Dung, ok chị nhá. 299.000 kèm màu kèm số điện thoại là cú pháp đặt hàng cho mẫu này. Em áp dụng trong những giây phút đầu tiên của livestream cho những chị yêu nào mình chia sẻ nhá. Rồi ok chị Huyền Phạm ơi, 48 cân mình mặc size M cho em này. Các chị yêu lưu ý này, giá 699.000 em xả giảm giá 70% chỉ còn 299.000. Mình áp dụng trong 10 phút livestream đầu tiên cho những chị yêu nào chia sẻ đủ cho em 5 lần nhá. Rồi ok chị ơi, đồng giá 299.000 nhá. Chị Chuột Mập ơi, mình phải bổ sung màu cho em nhá. Màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, bởi vì có quá nhiều comment đặt hàng mà các chị comment rời rạc thì chắc chắn là không thể lên đơn được rồi. Rồi chị Huy Đỗ này, màu xanh rêu, ok chị này. Tôm tép này, tôm tép ơi, ngày mai vẫn 5.000 đơn nhá. Ngày mai vẫn 5.000 đơn nha, mã này gần giống mã hôm qua nha. Rồi ok, Phương Quyên ơi, có sai không? Có sai nha chị ơi, từ 40 đến 67 cân có sai cho mình mặc vừa. Rồi ok, lên đơn chị Hoa Nguyễn màu xanh rêu nha. Rồi ok, bây giờ mặc màu gì cho các chị xem nha, mặc cái màu xanh đen. Đây, cái màu xanh đen là chia sẻ với các chị ngày nào các chị cũng hỏi là em ơi có mẫu màu xanh đen không? Thì rất ít khi những mẫu nào có màu xanh đen nữa. Cái vải màu xanh đen nên nó rất là hiếm, bởi vì nó rất là đẹp và rất là nhiều người đặt nên rất là hiếm. Nhưng hôm nay về được cái màu xanh đen, lát sẽ mặc lên màu cam xinh quá. Rồi ok chị Chuồn Mập, ok chị nha. Rồi chị Phạm Thắm, ok chị này. Chị Nguyễn Hà, ok chị này. 299.000 cho một siêu phẩm em vào Hàn Quốc như này, quá đẹp, quá xinh và quá rẻ rồi đúng không ạ? Tình yêu nào muốn mua thì nhanh tay chia sẻ đủ cho em 5 lần nha. Thiết kế có mũ và các chị ơi, đó, mũ này mình có thể tháo rời được nha. Mũ này mình tháo rời ok cho em được chưa ạ? Rồi ok, nên đơn chị Nguyên Hòa, nên đơn cho chị Oanh Nguyễn Việt nha. Rồi một lát nữa mẫu sẽ quay đằng sau đây chị ơi, đằng sau này quá đẹp quá sang này. Đó, quá đẹp quá sang các chị yêu của em lựa chọn này. Rồi ok, nên đơn cho chị Giang Nga nha. Các tình yêu lưu ý này, cho em xin đủ 5 lần chia sẻ nha.
Cho em xin đủ 5 lần chia sẻ để em mới đảm bảo được là đơn hàng của mình đem đơn thành công nha. Rồi chị nhỏ tên Dung ơi, phải có màu nha. Màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment là cú pháp đặt hàng cho mẫu này của bên em này. 299.000. 299.000 em chỉ áp dụng trong những phút giây phút đầu của livestream thôi. Rồi chị Nguyễn Thảo ơi, ok chị 50 cân mặc size M cho em lấy màu vàng đất em chốt rồi nha. Màu này mình gọi cho em là màu cam, gọi chuẩn màu em đọc nha. Em có thêm màu xám nữa các chị lựa chọn nha, có thêm màu hồng, có thêm màu đỏ đô, màu xanh đen và cuối cùng là màu gì? Quá đẹp luôn này. Đó, đây các chị nhìn kỹ hộ em này, phao này là nhà mình là phao lì nha. Năm nay là phao lì là hot này, bởi vì phao lì này mặc nên mình nhìn rất là sang. Đó, với cái chất liệu phao lì này mình mặc nên rất là sang luôn. 299.000 chỉ áp dụng trong những giây phút livestream đầu tiên nên các chị yêu làm mình chia sẻ nhiều cho em thôi nha. Hai trăm chín mươi chín k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Hàng này hàng xả nên là các chị chốt nhanh chốt lẹ cho em này. 299k kèm màu kèm số điện thoại, mẫu em mặc lên màu xanh đen quá là đẹp cho các chị luôn nha. Màu xanh đen này thì màu đang rất là hot cho các chị luôn này, rất là khó kiếm vải của cái màu xanh đen này nha các chị em, quá là đẹp quá là sang cho các chị luôn này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Quá là đẹp cho một cái màu xanh đen này, có thêm màu này là màu cam như các chị lựa chọn nha, có thêm tông màu này là tông màu xám cực kỳ đẹp cho các chị luôn này, có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô nha, cực kỳ sang và trẻ trung luôn này, có thêm tông màu này là tông màu hồng Hàn Quốc và cuối cùng đây là tông màu rêu cho các chị này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em, đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Thanh Hiền 299.000 một cái màu xanh đen cho chị luôn này. Rồi ok Quế Hoàng 299.000 một cái màu xám ok nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em này. Mỗi mặc lên đấy cái màu xanh đen cho các chị ngắm nha. Quá là sang và trẻ trung, tặng kèm với các chị một cục bông ở bên túi luôn này. Rồi ok cho chị Quế, cho chị Quế Nguyễn 299.000 một cái màu hồng ok này. Rồi ok Thanh Đàm 299.000 một cái màu xanh đen ok nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ ok Hoàng Nguyễn 299.000 một cái màu xanh đen này. Lưu ý là phải chia ra chia sẻ cho em đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Nguyệt Quế 299.000 một cái màu rêu ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2-3 lần vào các hội nhóm công khai này. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Luận Nguyễn 299.000 một cái màu xanh rêu ok chị này. Bây giờ mẫu em sẽ thử sang cái màu hồng Hàn Quốc cho các chị xem nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Phố Vắng này 299.000 một cái màu xanh rêu ok chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Có rất là nhiều tông màu cho các chị lựa chọn này. Rồi ok Bích Hoàng 299.000 một cái màu xanh rêu ok nha. Rồi ok chị nhỏ tên Dung này ok chị đồ nha. Một cái màu xanh đen và một cái màu đỏ đô ok này. Rồi ok chị Bích Nguyễn 299.000 một cái màu sáng của chị nha. 299.000 kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công. Rồi ok Nguyệt Nguyễn 299.000 một cái màu cam của chị này, màu cam quá là đẹp luôn nha. Màu cam này rất là ít khi xuất hiện luôn này. Rồi ok Thanh Trần 299.000 một cái màu rêu ok này. Rồi ok Nguyệt Nguyễn 299.000 một cái màu xanh rêu nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Hàng đủ size đủ số cho chị em nào từ 40 cân nha. Từ 40 cân đến 75 cân thì đều có size số mặc vừa cho em ạ. 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Mẫu em mặc lên đây là cái màu hồng Hàn Quốc cho các chị nha. Mặc lên cực kỳ trẻ trung cho các chị luôn này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Có màu này là màu cam cho các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung này. Có thêm màu này là màu xám cho các chị mặc lên cực kỳ đẹp nha. Có thêm màu đỏ đô và cuối cùng là màu này là màu xanh rêu này. Rồi ok cho chị Phạm Phượng một cái màu hồng ok, chị lên đơn hàng thành công của chị 299.000 nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Kèm chia sẻ cho em 2-3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Rồi cảm ơn chị Thanh Võ này. Rồi ok chị Nguyệt Moon nha. 299.000 một cái màu xám của chị này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ, kèm chia sẻ giúp em 2-3 lần vào các hội nhóm công khai này. Rồi ok chị Ngân Nguyễn này, một cái màu xanh than ok chị luôn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em ạ. Rồi ok Hoàng Đông 299.000 một cái màu đỏ đô này. Rồi ok nhỏ tên Dung có đơn hàng rồi không comment lại nữa giùm em nha.
Mai mặc lên đây là tông màu hồng cho các chị, mặc lên cực kỳ đẹp này, màu hồng Hàn Quốc thì mặc lên quá là sang nha. Có thêm màu vàng bò cho các chị, có thêm màu cam cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu này là tông màu xám nha, rất là trẻ trung cho các chị này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô này. Có thêm tông màu rêu và cuối cùng là tông màu, và cuối cùng là tông màu xanh đen nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2-3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok cho chị Quế, cho chị Quế Hoàng 299.000 một cái màu hồng ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok cho chị gái họ Phạm 299.000 một cái màu xanh rêu ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần và các hội nhóm công khai nha. Về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Rồi ok chị ạ, phố vắng 299.000 một cái màu cam ok luôn nha. Luật Nguyễn 299.000 một cái màu hồng ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ giúp em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Chị Vũ Thị Hải Yến nhắn tin về shop cho em này, quá là đẹp và trẻ trung luôn. Rồi ok nghe Ngô Thị Hồng Vũ nha, một cái màu hồng ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok Liệu Đạt 299.000 một cái màu xám của chị luôn nha. Đông Nghi 299.000 một cái màu cam ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Đủ 5 lần trở lên đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Mẫu áo vào Hàn Quốc này các chị mặc lên cực kỳ sang này. Dáng này là dáng dài nha, dấu khuyết điểm tuyệt đối cho các chị luôn. 699k giảm xuống còn 299k cho các chị luôn nha. Rồi ok chị Thế Hoàng 299.000 một cái màu cam luôn này. Rồi ok chị Nhân Hoàng 299.000 một cái màu xám ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ giúp em. Chỉ trong những giây phút đầu tiên bên em bán hàng với mức giá ưu đãi là 299.000 nha. Sau livestream này là trở về với mức giá là 699.000 ở bên em. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái tông màu xám cho các chị xem này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá 299.000 nha. Rồi ok Hiệp Nguyễn 299.000 một cái màu xanh rêu của chị quá là đẹp luôn này. 57 cân mặc xanh nào ok. Bảo Lâm Vũ lên đơn hàng cho chị một cái màu xanh đen 52 cân mặc vừa size M nha. Ok Tố Uyên này 299.000 một cái màu đỏ ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em ạ. 2-3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok cho chị Khởi Nguyễn này 299.000 một cái màu xanh rêu của chị này. Chị Nguyên Đỗ lấy màu mẫu đang mặc là màu hồng, để lại số điện thoại cho em nha. Hàng này là bên em bán xả hàng mức giá ưu đãi cho các chị vào đầu livestream này, đầu livestream nha. Những giây phút đầu tiên em chốt hàng với giá 299.000 thôi. Sau cái livestream này lại trở về mức giá 699.000 ở bên em. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích phải chốt nhanh, chốt lẹ tại livestream này cho em này. Rồi ok Bạch Quế Trần 299.000 một cái màu cam của chị nha. Màu cam thì quá là đẹp, quá là nổi luôn này. Rồi ok chị Nguyệt Thần nha, 299.000 một cái màu xanh đen của chị quá là xinh. Đây mẫu em mặc lên đây là tông màu xám cho các chị này. Màu xám thì mặc lên không bao giờ kén da này. Một chút nữa mẫu thử ngay sang màu đỏ cho các chị xem nha, sẽ thử full màu cho các chị xem luôn. Rồi ok chị Lê Vân một cái màu hồng lên đơn hàng thành công của chị này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em mới có mức giá ưu đãi như vậy nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em ạ. Mẫu em mặc lên là tông màu xám này, có thêm tông màu hồng Hàn Quốc cho các chị mặc lên cực kỳ trẻ trung nha. Rồi chị Thủy Nguyễn Thị này lấy màu xanh rêu để lại số điện thoại cho em này. Có thêm màu xanh rêu thì không bao giờ hết hot cho các chị luôn nha. Có thêm tông màu này là tông màu cam cho các chị lựa chọn cực kỳ trẻ trung luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu xanh đen nha. Và cuối cùng đây là tông màu đỏ đô này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2-3 lần và các hội nhóm công khai mẫu em đang mặc lên là tông màu xám nha. Rồi ok cho chị Nguyệt Trần 299.000 một cái màu cam của chị luôn này. Rồi ok Thế Hoàng 299.000 một cái màu xám nha. Rồi ok chị Thủy Trần một cái màu đỏ ok này. Vũ Hoa 299.000 một cái màu rêu ok, 60 cân mặc size XL nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại. Trong những giây phút đầu tiên này em bán xả với mức giá ưu đãi cho các chị nha. Chị Sáng Nguyễn lấy màu cam để lại số điện thoại cho em này. Rồi ok chị Nguyên Đỗ một cái màu đỏ 52 cân mặc vừa size L cho em lên đơn hàng cho chị nha. Rồi ok Thu Hương lên đơn hàng cho chị một cái màu hồng ok 55 cân mặc vừa size L cho em này. Rồi ok có size nha chị ơi, đủ size từ 40 cân đến 75 cân, quay đầu đều có size số mặc vừa này.
299k, kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok, Thủy Nguyễn Thủy đổi sang màu xám, ok chị này. Vũ Tố Duyên lên đơn hàng cho chị 299.000 một cái màu cam, ok luôn nha. Mũ này là không có lông nha chị ơi, mũ này là mũ trơn nha, mà chúng ta có thể tháo rời ra mặc theo hai kiểu cho em này. Quá rẻ, quá trẻ, quá đẹp luôn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại. Hàng này là bên em xả bán với mức giá ưu đãi cho các chị này, tri ân khách hàng nên có mức giá ưu đãi như vậy. Trong những giây phút đầu tiên nên là các chị phải chốt nhanh, chốt lẹ tại livestream này nha. Có đủ size, đủ số này và bên em sẽ có nhân viên này gọi điện tư vấn size, tư vấn màu cho các chị, nên là các chị không cần phải để ý xem là size số của mình mặc cái gì nha, và chỉ cần để ý xem số điện thoại mình cho đã đúng cho em chưa này. Rồi ok, chị Hà Oanh Nguyễn này, một cái màu xanh than, ok 299.000 nha. Màu xám ơi, em mặc lên quá trẻ quá xinh này, không kén dáng kén da của chị em nào luôn nha. 6 tông màu đủ size đủ số này. Rồi ok chị Thanh Luyến nha, 299.000 một cái màu đỏ đô cho chị này. Rồi ok chị Sáng Nguyễn lên đơn hàng thành công cho chị nha. 45 cân mặc vừa size S cho em này, 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Rồi ok chị Thế Trần Hoàng này, 299.000 một cái màu hồng Hàn Quốc của chị, quá đẹp luôn nha. Hàng đủ size đủ số cho các chị lựa chọn này. Chị Thảo Nguyên lấy màu gì để lại màu cho em, ok chị Nga Nga một cái màu xám. Chốt nhanh chốt lẹ tại những giây phút đầu tiên cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Ok chị Tố Tố Viên này, 299.000 một cái màu xanh rêu của chị, quá đẹp quá sang luôn nha. Thiết kế túi như thế này các chị mặc lên này cực kỳ sang luôn này. Rồi ok chị Ngô Thị Hồng Vũ một cái hồng đất, ok lên đơn hàng cho chị này. Nga Lê cho chị một cái màu hồng size L 55 cân, ok chị luôn nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream và những giây phút đầu tiên mới có đơn hàng là 299.000 nha. Rồi ok chị Ngư xong nha. Khi có nhân viên bên em gọi điện thì các chị báo với nhân viên cho em này. Rồi ok cho chị Bạch Bạch Trần, 299.000 một cái màu xanh đen của chị, ok này. Chị Thảo Nguyên lấy màu gì để lại màu cho em nha chị ơi. Comment đúng cú pháp cho em là 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Đủ 5 lần và các hội nhóm công khai đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nhá. Rồi ok Tú Bà, 299.000 một cái màu đỏ đô, ok luôn này. Rồi ok cho chị Phan Thanh Hiền, 299.000 một cái màu rêu của chị nha. Rồi Tuyết Mai Đặng lấy màu rêu 299.000 để lại số điện thoại cho em đi ạ. Quá là sang và trẻ trung cho các chị luôn. Màu nào mặc nên cũng nổi, màu nào mặc nên cũng sang nha. Mỗi em mặc lên đây là tông màu đỏ đô cho các chị này. Mặc nên vừa nổi vừa sang vừa xinh luôn nha. Rồi ok cho chị Chế Hoàng, 299.000 một cái màu sáng của chị nha. Đây chị em nào yêu cầu mẫu mặc đỏ đô vào luôn ngắm cho em cái màu đỏ đô này. Cái màu mặc lên quá là xinh luôn nha. Có thêm đây là màu xám cho các chị lựa chọn này. Có thêm tông màu xám cực kỳ trẻ trung này, có thêm tông màu rêu nha, không bao giờ lỗi mốt luôn cho các chị này. Có thêm tông màu cam cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng này, cực kỳ trẻ trung. Và cuối cùng là tông màu xanh đen này, cực kỳ hiếm nha, cực kỳ hiếm khi có ở trong phao. Nên là chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. Rồi ok Bóng Bang, 299.000 một cái màu đỏ đô luôn nha. Rồi ok chị Phúc Huệ Nguyễn, 299.000 một cái màu đỏ đô, ok này. Đặng Luyến, 299.000 một cái màu ghi, ok này. Rồi ok chị Lê Hồng một cái màu xanh đen, ok nha. 65 cân mặc size 2XL cho em, 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Rồi ok Tuyết Mai Đặng một cái màu rêu 65 cân mặc size 2XL 299.000, ok chị luôn nha. Rồi ok chị Phiêu Bạt, 299.000 một cái màu xanh rêu của chị, ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Rồi ok cho chị Diệu Phụng Phịu này, 299.000 một cái màu xanh đen, ok nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 ở bên em và chỉ trong đầu livestream này nha. Rồi ok chị Hà Nguyễn này, Nguyễn Hà này, một cái màu xanh đen, ok 54 cân mặc vừa size L, lên đơn hàng của chị với mức giá là 299.000 nha. Bao giá bao rẻ bao đẹp, áo phao Hàn Quốc ở bên em nha. Mức giá 699.000 đang bán tại shop này, giảm tại livestream này cho các chị chỉ còn 299.000 nha. Rồi ok Hạnh Lê, 299.000 màu đỏ đô, ok chị này. Rồi ok Quỳnh Như, 299.000 một cái màu xanh đen, ok chị nha. Hàng có đủ size đủ số nên là các chị yên tâm này. Mai sẽ có nhân viên bên em gọi điện tư vấn size, tư vấn màu cho các chị nha. Dáng này mặc lên vừa nhẹ này, vừa sang cho các chị nha. Rất là chuẩn form, chuẩn dáng như các chị luôn này. Rồi ok chị Tấn Tấn này, 299.000 một cái màu xanh đen của chị luôn nha. Huệ Hoàng, 299.000 một cái màu xám, ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Bây giờ mẫu em sẽ thử sang cái tông lại cái tông màu rêu cho các chị xem nha. Rồi ok Nga Hoàng, 299.000 một cái màu xám, ok lên đơn hàng thành công cho chị này.
299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 nha. Rồi ok, Đặng Hồng 299.000 một cái màu hồng của chị ok luôn này. Rồi ok, Luật Nguyễn 299.000 một cái màu xanh đen. Màu nào mặc lên cũng sang, màu nào mặc lên cũng rất là nổi cho các chị luôn nha. Thiết kế túi như thế này thì các chị để tiền để điện thoại đều rất là tiện này. Tặng thêm cho các chị một cái cục bông nha. Rồi chị DK này 70 cân mặc size 3XL cho em nha chị ơi. Rồi ok, chị Thanh Vũ cho chị một cái màu hồng Hàn Quốc ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ này. Rồi ok, Lực Nguyễn 299.000 một cái màu hồng Hàn Quốc cho chị ok luôn nha. Thanh Tịnh 299.000 một cái màu xanh đen của chị đây, quá sang, quá xinh, quá nổi này. Mũ này các chị có thể tháo rời luôn cho em nha, mặc theo hai kiểu cho em này. Chị em nào mặc nên cũng nổi, chị em nào mặc nên cũng sang cho em luôn ạ. Rồi ok cho chị Tống Thế Tử 299.000 một cái màu sáng của chị luôn nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em này. Thu Thủy lên đơn hàng cho chị một cái 299.000 một cái màu xám ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ, mặc vào cái mùa này thì rất là hợp lý luôn nha các chị em, vừa nhẹ này vừa sang này, mặc lên thì các chị mặc lên rất là nhẹ nhàng cho các chị nha, rất là thoải mái này. Rồi một chút mơ sẽ mặc thử lại cái màu rêu cho các chị. Trong tất cả các tông màu thì cái màu rêu là cái màu được chuộng nhất này, không bao giờ lỗi mốt luôn nha. Có cái màu rêu này không bao giờ lỗi mốt này. Màu xanh rêu như mỗi em mặc lên vừa sang vừa trẻ trung cho các chị này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô cho các chị lựa chọn nha. Rồi chị Mai Lê 1m55 51 cân mặc vừa size M cho em nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng này, hồng Hàn Quốc cho các chị mặc lên vừa sang vừa trẻ trung này. Có thêm tông màu xanh đen nha, rất là lạ mắt cho các chị lựa chọn luôn nha. Có thêm tông màu xám cho các chị lựa chọn này, không kén dáng kén da nha. Và cuối cùng đây là tông màu này, là tông màu cam cho các chị này. Rồi trà chữa dâu tây này, chị lấy màu gì thì để màu cho em. Mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho các chị nha. Comment cho em này 299k kèm màu, kèm số điện thoại. Và lưu ý là đừng quên chia sẻ cho em đủ 5 lần trở lên cho em nha. Và các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Bao giá bao đẹp cho các chị luôn. 699k giảm còn 299k này. Rồi ok, Huế Hoàng 299.000 một cái màu xanh rêu ok nha. Thỏ Ngọc 299.000 một cái màu xanh đen ok luôn này. Rồi ok cho chị Liễu Thanh này 299.000 một cái màu cam ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em 2-3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 nha. Rồi ok chị Mai Lê một cái màu xanh rêu size M ok này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream nha. Em chỉ còn mấy phút này, còn mấy phút nữa được tính với mức giá là 299.000 thôi. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích thì chốt nhanh tay cho em này. Rồi chị Thỏ Ngọc này, 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa nha chị ơi. Chị Trà Sữa Dâu Tây 50 cân mặc vừa size M cho em. 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa. Lưu ý là phải ra chia sẻ cho em 5 lần mà các hội nhóm công khai này. Về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh cho các chị luôn này. Rồi ok chị Thế Viễn này 299.000 một cái màu xanh đen của chị luôn nha. Bây giờ mẫu sẽ thử sang cái màu xanh đen cho các chị xem ạ. Thử phun tông màu cho các chị luôn này. Rồi ok, Cún Con Dễ Thương 299.000 một cái màu xám ok luôn nha. Rồi ok, Đặng Hồng Thủy 299.000 một cái màu cam ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Nguyễn Thị Xuân 299.000 một cái màu xám của chị quá đẹp luôn nha. Màu nào mặc lên cũng nổi, màu nào mặc lên cũng sang này. Hàng đủ size đủ số cho chị em nào từ 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa cho em nha. Rồi ok, chị Quân Nguyễn 299.000 một cái màu xanh đen của chị luôn này. Bây giờ mẫu sẽ đi mặc thử lại cái màu xanh đen cho các chị nha. Màu nào mặc nên cũng đổi, màu nào mặc nên cũng rất là sang và trẻ trung cho các chị luôn ạ. Rồi ok, chị Quân Thể này 299.000 một cái màu xám của chị luôn nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Còn vài phút cuối cùng này, chốt với mức giá 299.000. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 nha. Rồi ok chị Thanh Trà này 299.000 một cái màu vàng bò của chị ok luôn nha. Rồi ok chị Dũng Trí 299.000 một cái màu xanh đen. Đây màu xanh đen mỗi là mặc lên quá sang quá trẻ trung cho các chị này. Màu xanh đen này thì rất là hiếm có nha. Nên là các chị nhanh tay ra chia sẻ cho em này, mặc vừa sáng da vừa nhã nhặn cho các chị này. Rồi ok chị Hiếu Hoàng 299.000 một cái màu hồng của chị ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại này. Rồi ok, Con Gái Xứ Nghệ 299.000 một cái màu xanh đen ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Màu xanh đen như mỗi năm mặc này, có thêm màu xanh rêu cho các chị lựa chọn này, có thêm màu hồng cực kỳ đẹp luôn nha, có thêm tông màu xám này cho các chị đây mặc lên cực kỳ trẻ trung luôn này, có thêm tông màu cam cho các chị mặc lên cực kỳ nổi, cực kỳ sang nha. Và cuối cùng đây là tông màu đỏ đô này. Rồi ok cho chị Hợp Trần này 299.000 nha.
299.000 một cái màu xanh đen của chị, ok này. Rồi ok chị Lê Hồng này, để lại số điện thoại cho em nha. Chị ơi dồn đơn cũng phải có số điện thoại này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Chất này là chất liệu phao lì nha. Chất liệu phao lì này có độ co giãn nhẹ cho các chị mặc lên rất là thoải mái này. Rồi ok chị Bằng Nguyễn một cái màu xanh đen 299.000 lên đơn hàng thành công cho chị. Quá là đẹp luôn, bên trong là lớp lót lụa mềm mịn nha. Các chị mặc lên cực kỳ sang và trẻ trung luôn này. Thiết kế túi như thế này các chị mặc lên rất là trẻ trung, tặng kèm cho các chị thêm một quả bông nữa nha. Mũ này các chị có thể tháo rời luôn cho em. Chất liệu này thì quá là đẹp rồi. Phao này là phao Hàn Quốc nha các chị em. Rồi ok chị Đặng Nhung này 299.000 một cái màu xanh đen ok luôn nha. Tố Uyên 299.000 một cái màu hồng của chị ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình sẽ được lên mức giá thành công là 299.000 nha. Rồi ok Tuệ Tĩnh này 299.000 một cái màu, màu xanh đen cho chị ok nha. Rồi ok Hảo Kenji 299.000 một cái màu cam ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 đồng ở bên em ạ. Vừa rẻ vừa đẹp, bao giá bao chất, toàn thị trường cho các chị nha. Rồi ok chị Hiếu Nguyễn này 299.000 một cái màu màu đỏ đô ok này. Chị Nguyễn Bằng có đơn hàng rồi, không comment lại nữa, dùm em ra chia sẻ nhanh tay cho em để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Phạm Thị Hạnh một cái màu xanh đen ok. Màu xanh đen này là cái màu rất là nạ mắt này, mà mặc lên thì cực kỳ nhã nhặn luôn nha. Rồi ok chị Tống Thị Hảo này 299.000 một cái màu xanh rêu ok nha. Rồi ok chị Lê Hồng lên đơn hàng cho chị nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Rồi ok chị Thêm Nguyễn 299.000 một cái màu hồng của chị ok này. Rồi ok Thảo Nghĩa 299.000 một cái màu đỏ đô ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 ạ. Rồi ok chị Lan Trần này 299.000 một cái màu cam của chị ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử sang cái màu đỏ đô cho các chị xem này. Sẽ mặc thử full màu cho các chị xem nha. Chị em nào chưa ngắm được màu nào thì nhanh tay vào ngắm cho em này. Em cũng chỉ còn mấy phút nữa báo với mức giá ưu đãi cho các chị là 299.000 thôi. Hàng này về có số lượng có hạn nên là các chị phải nhanh tay nha. Rồi ok chị Trần Trung một cái màu đỏ đô quá là đẹp luôn. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử ngay cái màu đỏ đô vào cho các chị xem này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Hân Trần ra một cái màu xanh đen ok 299.000 cho chị này. Bao giá bao đẹp, lưu ý là phải chia sẻ cho em nha. Kẻo cái đơn hàng không chia sẻ thì sẽ bị hủy thì rất là tiếc luôn nha. Rồi ok chị Họ Hữu tên Trung 299.000 một cái màu màu xanh đen ok này. Rồi ok chị Trà Sữa Dâu Tây một cái màu xanh đen 50 cân mặc vừa size M nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Quá rẻ, quá đẹp, quá sang, quá xinh, bao giá bao chất, toàn thị trường này cho các chị luôn nha. Quá là đẹp luôn, một cái phao dáng dài như thế này các chị mua tiền triệu ở bên ngoài vào đây bán chỉ có mức giá chưa đến 300.000. Chị em là lấy chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. Rồi ok Ngọc Thảo 299.000 màu xanh đen size to nhất 3XL cho chị luôn ok này. Quá đẹp luôn nha. Đây màu đỏ đô mới là mặc lên quá sang cho các chị luôn này. Màu đỏ đô là cái màu không quá chói nha. Không quá chói nhưng mặc lên cực kỳ sang và siêu sang cho các chị luôn này. Rồi ok chị Hành Nguyễn này 299.000 một cái màu xanh đen của chị ok luôn nha. Rồi ok chị Thanh Hoàng này 299.000 một cái màu màu cam ok chị này. Bây giờ em sẽ giới thiệu lại tất cả các tông màu để cho các chị tiện theo dõi một lần này. Mỗi em mặc lên là tông màu đỏ đô cho các chị nha. Quá đẹp luôn này. Có thêm tông màu xanh đen rất là hiếm này. Rồi ok chị Oanh Nguyễn một cái màu xanh rêu 299.000 chốt đơn cho chị luôn nha. Quá đẹp, quá sang, quá trẻ trung luôn. Có thêm tông màu này là tông màu cam nha các chị lựa chọn cực kỳ đẹp này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng trẻ trung nha. Chị em nào cũng có thể mặc được luôn cho em nhá. Có thêm tông màu xanh rêu không bao giờ lỗi mốt này, và cuối cùng đây là tông màu xám nha. Rất là hot của năm nay luôn này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Rồi ok Thu Trang Phạm Thị một cái màu đỏ đô ok luôn này. Rồi ok Thanh Lịch Trần 299.000 một cái màu xám ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000. Rồi ok Là Hoàng 299.000 một cái màu đỏ đô ok lên đơn hàng cho chị này. Rồi ok Ba Lúa nha 299.000 một cái màu xanh đen ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 nha. Bao giá bao rẻ bao đẹp cho các chị luôn này. 40 cân chị mà size XL cho em nha chị ơi, 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa. Các chị hãy để ý xem là số điện thoại của mình đã cho đúng hay chưa, mình đã chia sẻ đủ số lần hay chưa để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Tú Nguyễn một cái màu xanh đen 62 cân mặc size 2XL cho em, vừa rẻ vừa đẹp, mặc lên vừa nhẹ vừa sang nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em thì đơn hàng này của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Đủ size đủ
đủ số cho các chị lựa chọn này. Rồi ok, chị Tống Thế Hiền một cái 299.000, một cái màu xanh đen ok chị nha. Rồi ok, chị Luyến Nguyễn này 299.000, một cái màu vàng, một cái màu cam ok chị nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhá. Rồi ok, cho chị Tú Lê này 299.000, một cái màu xanh đen ok chị luôn này. Thanh Trúc 299.000, một cái màu đỏ đô nha. Có rất là nhiều chị đặt hàng cho mẫu này ở bên em mà em không thể đọc tên tất cả các chị lên được, thì các chị cứ comment đúng cú pháp cho em này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em, đủ 5 lần trở lên đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công. Và ngay ngày hôm sau sẽ có nhân viên bên em gọi điện tư vấn size, tư vấn màu, kèm xin địa chỉ để gửi hàng cho các chị nha. Rồi ok, chị Lê Trịnh một cái màu đỏ đô ok 57 cân mặc size XL cho em ok, quá đẹp quá sang này. Rồi ok, Phi Thành 299.000 một cái màu đỏ đô ok chị luôn nha. Hoành Nhàn 299.000 một cái màu hồng ok, lên đơn hàng cho chị này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em, đủ 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc tường trang cá nhân của mình cho em. Bên đây sẽ có hệ thống kiểm tra xem là số lượng lượt chia sẻ của mình đã đúng chưa nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc sang thử sang cái tông màu xám này một lần nữa cho các chị xem này. Màu nào mặc nghe cũng nổi, màu nào mặc nghe cũng rất là sang luôn nha. Rồi ok chị qua đêm nay 299.000 một cái màu xanh rêu ok chị này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Thế Thịnh 299.000 một cái màu xanh đen cho chị ok này. Mặc lên vừa nhẹ vừa sang dáng này, dáng Hàn Quốc. Chị em nào cũng có thể mặc được cho em nha. Vừa tôn da vừa tôn dáng, mặc vào cái mùa này thì quá là hợp lý luôn cho em rồi. Mũ này các chị có thể đội hoặc không đội đều được luôn cho em nha. Mặc lên thì siêu nhẹ, siêu chạy chung cho các chị này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại. Còn vài phút cuối cùng nữa em chốt với mức giá 299.000 nha. Hàng xả nên là các chị phải chốt nhanh chốt lẹ này. Hàng bên em có đủ size đủ số nha chị Trần Thị Nguyệt ơi. Chị bao nhiêu cân thì mai sẽ có nhân viên bên em gọi điện tư vấn size, tư vấn màu hợp với chị để bên em sẽ gửi cho chị nha. Rồi ok, Quế Lương 299.000 một cái màu hồng của chị quá đẹp, cái màu hồng Hàn Quốc năm nay rất là hot luôn này. Rồi ok cho chị Thanh Thị Bạch này 299.000 một cái màu xanh rêu ok luôn nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok, Hồng Thủy 299.000 một cái màu xám ok nha. Màu xám như mỗi năm mặc lên vừa sang vừa xinh vừa trẻ trung cho các chị luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu cam cho các chị mặc lên cực kỳ nổi nha. Có thêm tông màu này là tông màu hồng cho các chị mặc lên cực kỳ sang này. Có thêm tông màu này là tông màu đỏ đô nha. Màu đỏ đô có rất là nhiều chị lựa chọn này, bởi vì rất là phù hợp với nhiều người này. Có thêm tông màu này là tông màu rêu cho các chị cực kỳ dễ mặc luôn. Và cuối cùng là tông màu xanh đen nha, rất là hiếm khi có trong các mẫu áo phao này, nên là các chị nhanh tay lựa chọn cho em nha. Màu nào cũng nổi, màu nào cũng đẹp luôn nha. Rồi ok cho chị Năng Bằng 299.000 một cái màu xanh đen của chị ok luôn này. 47 cân mặc vừa size M nha. Chốt nhanh chốt lẹ, em cũng chỉ còn 5 đơn hàng này. 5 đơn hàng và nhận 5 số điện thoại cuối cùng nữa thôi nha. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này để có đơn hàng ở bên em với mức giá chỉ có 299.000 thôi ạ. Rồi ok cho chị Thành Đạt 299.000 một cái màu xám ok, lên đơn hàng cho chị này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 299.000, vừa rẻ vừa đẹp, bao giá bao chất cho các chị nha. Trên là lấy thì comment cho em này, 299k kèm màu kèm số điện thoại này, và ra chia sẻ nhanh tay cho em nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em ạ. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Với mức giá chỉ có 299.000 ở bên em này. Có màu xám, có thêm màu xanh đen, có thêm màu cam cho các chị lựa chọn này. Rồi ok, thông điệp vàng một cái màu ghi ok này. Rồi ok, chị thông báo Messenger 299.000 một cái màu hồng của chị ok luôn nha. Người sử dụng Facebook một cái màu xanh đen ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ giúp em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok, Tống Tường 299.000 một cái màu xanh rêu của chị ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ giúp em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok, hàng bên em có đủ size đủ số cho chị em nào từ 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa và phải chia sẻ cho em 2 tới 3 lần nha. Rồi ok cho chị Hoa Lục một cái màu đỏ đô 48 cân mặc vừa size M này. Rồi Thanh Tống 299.000 một cái màu xám ok chị luôn nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Lưu ý là chia sẻ giúp em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Bây giờ em sẽ ra kiểm tra này, xem là lượt chia sẻ của các chị đã đủ 5 lần trở lên chưa nha. Và em đã chốt rất là nhiều đơn hàng rồi mà em thấy lượt chia sẻ còn rất là thấp này. Trong này có rất là nhiều chị chưa hề chia sẻ cho em thì nhanh tay ra chia sẻ, kiểu đơn hàng bị hủy thì rất là tiếc nha. Rồi ok, Phạm Thị Hạnh một cái màu đỏ đô lên đơn hàng cho chị 299.000 nha.
Rồi Thanh Duy 299.000 một cái màu xám, ok chị luôn này. Rồi ok Quế Loan 299.000 một cái màu xanh đen, ok chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại. Đào Thị Hương Lý 299.000 một cái màu cam, ok này. 299k kèm màu kèm số điện thoại, kèm chia sẻ nhanh tay giúp em đi ạ. Em cũng chỉ còn 5 đơn hàng với mức giá 299.000 thôi. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. Mới có mức giá 299.000 ở bên em nha. Phan Quỳnh 299.000 một cái màu xanh đen, ok chị luôn này. Rồi ok chị Thảo Ngọc 299.000 một cái màu xanh đen của chị, ok nha. Mẫu thêm mặc thử này, cái tông màu cam cho các chị xem. 299k kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Rồi ok chị Nguyễn Vân đã chia sẻ lấy màu gì để lại màu cho em đi chị ơi. 299k kèm màu kèm số điện thoại và phải kèm 5 lần chia sẻ thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok Triệu Tử Vi 299.000 một cái màu hồng của chị Hàn Quốc này. Màu hồng Hàn Quốc thì quá là sang, quá là trẻ trung luôn rồi. Rồi ok chị Tân Tiền Tỷ 299.000 một cái màu xanh đen, ok nha. Thảo Quân 299.000 một cái màu ghi, ok này. Rồi ok Hồng Vân 299.000 một cái màu xanh đen, ok luôn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. 699.000 giảm xuống chỉ còn 199.000. Áp dụng cho những chị em nào chia sẻ livestream này và đặt hàng tại livestream này nha. Rồi ok chị Việt Anh 299.000 một cái màu xanh đen, em lên đơn hàng thành công với chị luôn ạ. Vừa rẻ vừa đẹp, bao giá bao chất toàn thị trường luôn nên chị em nào ưng này. Chị em nào thích thì phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em luôn nha. Rồi ok chị Phương Đoài 299.000 một cái màu màu cam, ok này, màu cam mẫu em mặc lên quá là sang mà nổi cho các chị luôn nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi ok chị Nguyễn Vân 299.000 màu đỏ đô của chị, ok này. Chốt đơn hàng em thấy từ nãy giờ em chốt đã đến hơn cả 100 đơn hàng rồi. Nhưng mà em thấy lượt chia sẻ đáng nhẽ là phải trên 100, trên 500 lượt chia sẻ nhưng mà còn rất là ít lượt chia sẻ, các chị chưa hề chia sẻ cho em. Nhanh tay ra chấm bài chia sẻ cho em chỉ còn 3 phút cuối cùng này. 3 phút cuối cùng và nhận 5 đơn hàng cuối cùng với mức giá là 299.000. Nên còn chị em nào ưng, chị em nào thích, còn chị em nào chần chừ chúng ta chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Rồi ok cho chị Phí Hoàng 299.000 một cái màu cam, ok lên đơn hàng thành công của chị 48 cân mặc vừa size M cho em nha. Rồi ok chị Triệu Mặc 299.000 một cái màu xám ghi, ok chị này. 57 cân mặc size XL cho em, ok chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Quá là sang và trẻ trung luôn, hàng đủ size đủ số, 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa này. Mẫu em mặc lên là tông màu cam cho các chị mặc lên cực kỳ sang nha. Có thêm tông màu xám này rất là trẻ trung này. Có thêm tông màu này là tông màu hồng cho các chị lựa chọn nha. Có thêm tông màu đỏ đô này cực kỳ trẻ trung luôn này, 6 tông màu nào cũng đẹp. Có thêm tông màu xanh đen rất là ít khi xuất hiện trong mẫu áo phao này. Và cuối cùng đây là tông màu xanh rêu nha, màu không bao giờ hết hot luôn cho các chị này. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok Niêu Dai 299.000 một cái màu đỏ đô, ok chị luôn này. Hoa Lục Bình 299.000 một cái màu xanh đen, ok nha. Đầu đậu một cái 299.000 một cái màu đỏ đô, ok này. Chị em nào lấy chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em. Em chỉ nhận 5 đơn hàng cuối cùng và 5 số điện thoại cuối cùng nữa thôi. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích thì đừng nên chần chừ này. Ra bấm nút chia sẻ cho em 5 lần và các hội nhóm công khai mình tham gia. Hoặc có thể về tường trang cá nhân của mình cho em để bạn bè người thân mình biết này. Hàng đang giảm giá với mức giá quá rẻ để vào lựa chọn nha. Chị Trần Thị Nguyệt 43 cân chị mặc vừa size S cho em nha. Hàng xả bên em nên là số lượng có hạn nên các chị phải chốt nhanh chốt lẹ này. Rồi ok chị Thế Vĩnh 299.000 một cái màu xanh đen, ok chị luôn nha. Trai Thành Nam 299.000 một cái màu cam, ok luôn này. Rồi ok Nguyễn Lược 299.000 một cái màu xanh đen, ok nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em. Đủ size đủ số cho em, từ 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa. Rồi ok chị Trà Sữa Dâu Tây đổi sang màu cam với chị Mai báo với nhân viên gọi điện cho em nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Rồi ok chị Dũng Bình 299.000 một cái màu hồng này, ok chị nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay giúp em đi ạ. Em cũng chỉ nhận 5 đơn hàng 5 số điện thoại cuối cùng nữa thôi này. Em xin kết thúc livestream này ra, trở về với mức giá 699.000 ở bên em, hàng tiền triệu mà bán cho các chị với mức giá quá là rẻ luôn này. Rồi ok chị Đàm Trang 299.000 một cái màu xanh đen, ok nha. Thu Yên 299.000 một cái màu xanh rêu, ok luôn này. Rồi Đàm Thu Quyên nha, 299.000 một cái màu đỏ đô, ok chị, quá đẹp quá sang luôn này. Quỳnh My 299.000 một cái màu đỏ đô, ok nha. 299k kèm màu kèm số điện thoại, màu nào mặc nay cũng nổi, màu nào mặc nay cũng sang và trẻ trung cho các chị. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream để cho em, đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok chị Dũng Quyết 299.000 một cái màu đỏ đô, ok luôn nha. Rồi ok chị Mã Phước 299.000 một cái màu xanh đen, ok này. Quá là đẹp luôn đây, mẫu em mặc lên là cái màu hồng Hàn Quốc cho các chị này. Mặc nay cực kỳ nổi, cực kỳ sang, mũ đằng sau các chị có thể tháo rời cho em nha. Rồi ok Quách Bích Hà một cái màu xanh
gì đấy chị ơi, có hai màu xanh nha. Có hai màu xanh là một cái màu xanh rêu này và một cái màu xanh đen, thì chị lấy màu xanh gì thì chốt màu xanh đấy cho em nha. Rồi ok, Thảo Nhi Nguyễn một cái màu rêu 299.000 ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 nha. Rồi ok, chị Cộng Hòa 299.000 một cái màu xanh rêu ok này. Thực Theo 299.000 một cái màu xanh đen ok này. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ. Rồi em nhanh tay ra chia sẻ, em chỉ còn 1 phút cuối cùng để cho những chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ giúp em 5 lần ở các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công luôn nha. Rồi ok, Phục Nguyễn 299.000 một cái màu xanh đen ok này. Rồi ok cho chị Phượng Hoàng 299.000 một cái màu xanh rêu ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Rồi ok cho chị Phạm Thị Hạnh này, một cái lên đơn cho chị một cái màu đỏ đô ok chị luôn nha. Màu nào mặc nên cũng đổi, màu nào mặc nên cũng rất là sang và trẻ trung cho các chị này. Trần Thị Nguyệt một cái màu xanh đen ok, size S lên đơn hàng thành công cho chị luôn ạ. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, 1 phút cuối cùng 3 số điện thoại. Và những chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em về đơn hàng của mình, đơn hàng thành công này. Rồi ok, chị Mặc Tử 299.000 một cái màu xanh đen ok nha. Không có màu đen nha chị ơi, nhưng mà bù vào đó là có cái màu xanh đen này quá là dễ thương cho các chị này. Cái màu xanh đen này thì quá là đẹp luôn nha. Mặc vừa lên vừa nhã nhặn này, nó tối màu mặc lên nhã nhặn mà trẻ trung cho các chị này. Rồi ok, chị Thanh Nhàn 299.000 một cái màu xanh đen ok này. Rồi ok, Tống Gia Vĩ 299.000 một cái màu hồng ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Không có màu đen nha chị ơi, chỉ có màu xanh đen thôi. Có màu xanh đen này rất là đẹp cho các chị này, có màu xanh đen nha, không hề có màu đen. Rồi ok cho chị Luyến Lung Linh 299.000 một cái màu xám ok chị này. Em sẽ giới thiệu lại màu một lần nữa nha. Và em xin kết thúc livestream ngay bây giờ rồi. Còn chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. Mẫu em mặc lên đây là tông màu hồng cho các chị nha, màu hồng Hàn Quốc quá là đẹp luôn này. Có thêm tông màu này là tông màu xanh rêu cho các chị lựa chọn cực kỳ xinh nha. Có thêm tông màu này là tông màu xanh đen này rất là lạ cho các chị này. Có thêm tông màu đỏ đô mặc lên cực kỳ nhã nhặn nha. Có thêm tông màu này là tông màu xám và cuối cùng là tông màu cam. Chị em nào lấy thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em nha. 199k kèm màu, 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok, chị Hữu Duyên 299.000 một cái màu hồng ok này. Rồi ok, chị Quế Phạm 299.000 một cái màu xanh đen ok luôn nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2-3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 ở bên em nha. Bao giá, bao đẹp, bao sang, bao xinh cho các chị. Hàng có đủ size, đủ số cho chị em từ 40 cân đến 75 cân đều có size số mặc vừa này. Rồi ok, chị Trúc Hoàng 299.000 một cái màu xanh đen ok nha. Rồi ok, chị Mã Phước Tài 299.000 một cái màu ghi, màu xám ghi ok này. Rồi ok, Phụng Hoàng 299.000 một cái màu xanh đen của chị ok nha. Nào còn chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em nào. Còn chị em nào chưa đặt hàng nhanh tay vào đặt hàng đi ạ. Rồi ok, Quách Bích Hà một cái màu xám ok, chị 44 cân mặc vừa size S cho em nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em này. Có rất là nhiều đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công rồi nha. Mà các chị chưa hề chia sẻ cho em nhanh tay ra chia sẻ để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công này. Tránh việc đơn hàng bị hủy thì rất là tiếc luôn nha. Rồi ok, chị Tím Thủy Chung 299.000 một cái màu xanh rêu của chị ok nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok, chị Xưởng Mai Thanh Hà 299.000 một cái màu sáng của chị ok này. Nào còn chị em nào yêu thích màu nào comment nhanh tay nào. Em chuẩn bị kết thúc livestream rồi nha. Kết thúc livestream lại trở về với mức giá là 699.000 ở bên em. Cái mẫu áo phao Hàn Quốc dáng dài này, mặc lên vừa nhẹ vừa sang vừa xinh này. Rồi ok, chị Hàn Quyết 299.000 một cái màu đỏ đô ok chị luôn nha. Rồi ok, chị Quý Tộc 299.000 một cái màu xanh đen ok chị luôn này. Rồi ok, chị Kiều Trinh 299.000 một cái màu xanh rêu ok chị luôn nha. Em đã lên rất là nhiều đơn hàng rồi. Thì còn chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này. Để bây giờ 1 phút cuối cùng em xin kết thúc livestream đi ạ. Nào còn chị em nào lấy nữa thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này nha. 299k kèm màu, kèm số điện thoại này. Mẫu em mặc lên đây là tông màu xanh đen cho các chị nha. Rồi còn chị em nào ưng này, chị em nào thích thì chốt nhanh chốt lẹ để em xin kết thúc livestream này tại đây nha. Quá rẻ, quá đẹp, quá sang, quá xinh cho các chị này. Rồi còn chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ cho em để em xin kết thúc livestream nha. Và chào tạm biệt các chị này.